À, như vậy là buổi sáng thì chúng ta đã dừng ở phần về xử lý số liệu và chúng ta đã dừng ở cái phần mà tạo biến mới, đã biết cái cách tạo ra một biến mới dựa trên các biến có sẵn. Và tôi cũng đã nhắc các bạn là sau này khi mà chúng ta đã có cái công cụ là phần mềm rồi thì chúng ta không việc gì phải nhập các thông tin cùng các biến, mà chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ này cũng như là sử dụng các công thức trong cái phần bộ số liệu để chúng ta tính toán ra nó. Chúng ta sẽ giảm rất nhiều thời gian trong quá trình nhập liệu cũng như là không phải mắc những cái lỗi trong quá trình nhập liệu nhiều của mình và không phải tính toán bằng tay. Bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung khác nữa, một phần khác nữa, đó là nếu chúng ta muốn thay đổi cái giá trị của bộ số liệu thì sao? Chúng ta muốn thay đổi, lẽ ra là cái giá trị đấy nó nhận số 5, bây giờ chúng ta muốn thay đổi sang số 3, hay lẽ ra là nó nhận số 2, chúng ta muốn thay đổi sang số 7 thì sao? Thì buổi sáng thì chúng ta cũng đã biết là nếu vào cái cửa sổ của Data Editor chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được, đúng không ạ? Các bạn nhập cái con số trực tiếp của mình vào trong cái phần mềm, vào trong cái trang của Data Editor thì máy tính nó sẽ tự cập nhật cho mình. Tuy nhiên là nếu chúng ta phải thay đổi quá nhiều và thay đổi theo đúng một cái nguyên tắc thì vậy thì chúng ta làm thế nào? Thì sẽ sử dụng câu lệnh chứ chúng ta không làm thủ công từng biến số và từng quan sát như vậy. Thì các bạn vào phần xử lý số liệu, sau đó thì chúng ta vào cái phần là thay đổi giá trị số liệu. Và đây chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là replace, replace tức là thay thế một cái biến số, một cái giá trị đã có của một biến số với một cái giá trị mới. Giả sử như tôi muốn đổi cái mã của biến giới tính, ở đây biến giới tính đang được mã là 1 và 2. Tôi muốn đổi cái mã là 2 về mã 0 chẳng hạn, tôi muốn đổi thành mã 1 và 0 thì tôi sẽ đổi như thế nào? Thì các bạn vào variable, chọn cái biến mà mình sẽ đổi mã, đó là cái biến giới tính. Sau đó thì chúng ta nhập cái giá trị mới mà chúng ta đổi vào và đưa cái câu điều kiện vào. Cái giá trị mới tôi muốn nhập sẽ là giá trị 0. Và câu điều kiện của tôi là if, tức là nếu như cái giá trị của biến giới tính cũ là bằng 2. Và tôi sẽ đổi giá trị của biến mới bằng 0 nếu giá trị của cái biến giá trị của biến giới tính bằng 0 nếu giá trị của biến giới tính bằng 2. Tức là trước đây tôi mã là 2 thì bây giờ tôi không thích số 2 nữa, tôi đổi mã thành 0 chẳng hạn. Và các bạn đánh cái câu lệnh đấy vào và chúng ta click vào submit hoặc là ok. Thì đây máy tính đã thay đổi cho chúng ta 200 bản ghi từ cái mã 2 ban đầu. Mã 2 ban đầu chính là nữ đấy ạ. Buổi sáng nếu hoặc là các bạn đang nhìn bộ số liệu mình sẽ thấy là nếu chưa đổi thì sẽ là nữ. Và 200 bản ghi này đã được thay đổi mã từ 0 từ 2 trở về 0. Và nếu chúng ta muốn xem cái codebook thì chúng ta sử dụng câu lệnh codebook mà buổi sáng đã học ạ. Các bạn sử dụng câu lệnh codebook buổi sáng chúng ta đã học thì chúng ta sẽ nhìn thấy nếu đánh codebook không thì máy tính sẽ cho chúng ta mã của tất cả các biến số. Bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái biến số mà chúng ta cần, biến giới tính. Thì đây biến giới tính của chúng ta là buổi sáng chúng ta có mã là 1 cho nam và 2 là cho nữ. Thì bây giờ mã đã được đổi thành 0 và 1. Và vì giá trị 0 chúng ta chưa gắn nhãn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ gắn nhãn cho 2 thôi, chúng ta không có gắn nhãn cho 0. Vì vậy các bạn nhìn ở đây là cái giá trị 0 mà chúng ta vừa đổi cho 200 bản ghi nữ đấy là chưa có nhãn, hoàn toàn chưa có nhãn. Và nếu muốn bổ sung nhãn thì lại quay về cái phần gắn nhãn, chỉnh sửa nhãn buổi sáng và chúng ta sẽ chỉnh sửa cho cái nhãn này. Bạn có thể click trực tiếp vào biến giới tính. Sau đó thì mở khóa ở cái phần sửa nhãn dưới này. Và click vào cái phần nhãn số liệu đây ạ, nhãn giá trị đây và SB3 đây ạ. Và click vào cái phần dấu ba chấm ở đấy thì máy tính sẽ cho chúng ta cái cửa sổ để sửa số liệu. Đấy là chúng ta đang chọn lệnh trực tiếp ở trên màn hình. Còn nếu không thì chúng ta làm theo đúng các bước buổi sáng là chúng ta vào user và xử lý và phân tích số liệu, sau đó vào xử lý số liệu và đây chúng ta nói là thay đổi tên và nhãn số liệu vào cái phần buổi sáng đã làm. À, chúng ta chọn cái biến giới tính. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi tên của nó bằng cách là click vào cái phần manage ở cái biến SB3, cái mã nhãn giá trị SB3. Và chúng ta không có cái mã là 2 nữa mà bây giờ mã là 0 nên các bạn click vào cái phần mã 2 đấy. Chúng ta vào cái edit value, tức là thay đổi cái nhãn giá trị. Và đây thì chúng ta sẽ có cái nhãn, xin lỗi là chúng ta drop nó đi đã. Chúng ta drop đi vì chúng ta chỉ thay được nhãn thôi, chúng ta không thay được giá trị. Đầu tiên thì chúng ta remove nó đi. Remove cái giá trị 2 đi. Sau đó thì chúng ta add thêm giá trị mới vào và add value. Và đây chúng ta cho giá trị 0 vào. Và chúng ta nhập giá trị này là nữ. Đấy, và máy tính sẽ cập nhật cho mình là mã 0 và 1.
thay vì mã 1, 2 như là buổi sáng mình có. Vậy thì câu lệnh vừa rồi là câu lệnh gì? Câu lệnh mà chúng ta học để thay nhãn giá trị đó là câu lệnh replace. Và cái cấu trúc của câu lệnh sẽ là các bạn replace biến nào và nó trở thành giá trị nào, và cái điều kiện hoặc là những cái đối tượng mà các bạn sẽ sử dụng replace là ai. Và đây thì theo cái cấu trúc của câu lệnh này các bạn có thể nhìn thấy tôi để là replace cái biến giới tính, tức là thay thế giá trị của biến giới tính bằng giá trị 0 nếu biến giới tính nhận cái giá trị 2. Vậy chúng ta đã đổi mã từ giá trị 2 sang về giá trị 0. Phần này nó to lên. Không, không phải. À, lấy à. Không được. Thì chị đã thử. Không được. Buổi sáng thì chị không được. Không được. Cái câu lệnh này nó nhỏ. Buổi sáng chị mở được. Sáng chị mở được không? Là 14 chị mở. À đây được, được rồi. Được rồi. Được rồi. Đây các bạn nhìn câu lệnh. Tôi tìm cách là mở to lên. Các bạn nhìn thấy câu lệnh là câu lệnh replace. Và chúng ta sử dụng replace cái giá trị của biến giới tính. Và giá trị đấy sẽ bằng 0 nếu như giá trị cũ của biến này là bằng 2. À, cái bằng 2 phía sau chúng ta sử dụng dấu gán bằng bằng. Đấy là cái thực đơn dùng để là đổi cái giá trị của một biến với một cái giá trị mới. Bây giờ chúng ta xem một cái phần khác là chúng ta thay đổi cái mã số liệu. Đấy là đổi giá trị. Vậy bây giờ chúng ta thay đổi cái mã thì chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn vào phần thay đổi mã. Và máy tính cũng hỏi mình là mình thay đổi mã của biến nào. Thì chúng ta cũng chọn biến vào. Giả sử như ở đây là chúng ta chọn cái biến về cao huyết áp. Thực ra là nó cũng phần nào đó gần giống cái câu lệnh replace vừa rồi. À, cái biến cao huyết áp này, à, trước khi vào biến cao huyết áp tôi thử xem cái codebook của biến cao huyết áp nhé. À, được mã là 0 và 1. Bây giờ tôi muốn thay đổi cái giá trị 0 bằng giá trị 2 thì sao? Cũng gần giống như lúc nãy tôi thay đổi thì sao? Thì tôi có thể sử dụng một cái chức năng khác của chương trình Stata. Các bạn có thể vào xử lý số liệu, sau đó chúng ta thay đổi giá trị số liệu. Nhưng lỗi, thay đổi mã chứ. Thay đổi giá trị chúng ta làm rồi. Thay đổi mã số liệu. Và chọn biến cao huyết áp. Sau đó thì chúng ta chọn cái giá trị mà chúng ta muốn thay đổi. Cái giá trị cũ của chúng ta là đang ở là giá trị 0 và chúng ta muốn thay đổi giá trị mới là bằng bao nhiêu. Thì các bạn lấy cái cấu trúc. Nếu chúng ta chỉ thay đổi một giá trị với một giá trị như vậy thì chúng ta lấy cấu trúc. Còn nếu chúng ta muốn thay đổi là đi từ giá trị nào đến giá trị nào thì chúng ta lấy cái giá trị phía sau này. Lấy cái cấu trúc này này. Cấu trúc là từ một con số đến một con số và có cái dấu sạc chéo. Lát nữa tôi sẽ quay trở lại cái ví dụ về lấy một khoảng giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thay đổi một giá trị thôi. Nếu thay đổi một giá trị với một giá trị thì chúng ta lấy cái dấu thăng bằng thăng và thay cái dấu thăng đấy bằng là giá trị 0. Bây giờ từ giá trị 0 tôi sẽ chuyển sang thành giá trị 2. Đấy. Với biến cao huyết áp thì đang được mã là 0 và 1, nhưng bây giờ tôi giữ nguyên cái cốt 1. Cái mã là 1, nhưng bây giờ tôi muốn thay đổi từ mã 0 sang mã 2 và tôi chuyển vào 0 bằng 2 và click vào submit. Thì máy tính đã báo cho chúng ta là có 319 đối tượng là đã thay đổi mã. Và tôi chuyển lại, tôi sử dụng lại cái câu lệnh codebook của biến cao huyết áp. Thì bây giờ các bạn đã thấy là cái giá trị 0 lúc nãy, đây ở phía trên này, chúng ta có giá trị 0 là 0 tăng huyết áp có 319 người. Thì xuống dưới này chúng ta đã mã 0 đã chuyển sang thành mã 2 và chúng ta cũng có 319 người. Và vì chúng ta chưa gán nhãn nên là cái giá trị 2 này các bạn không nhìn thấy cái nhãn giá trị mà chúng ta mới chỉ gán cho giá trị 0 thôi.
giá trị 2 mới có là chưa có nhãn. Bây giờ nếu chúng ta muốn làm thay đổi một khoảng giá trị mã cho một khoảng giá trị, chúng ta làm như thế nào với cái con số là từ một cái giá trị này xong sạch chéo đấy ạ? Thì các bạn sẽ mở codebook của cái biến sức khỏe nhé, để chúng ta tìm hiểu biến sức khỏe và nhìn thấy cái sự thay đổi của nó sau khi chúng ta mã hóa lại. Các bạn xem codebook của biến sức khỏe. Ngay chúng ta có cái biến sức khỏe này với 5 giá trị. Giả sử bây giờ là tôi muốn mã hóa là tất cả những người có giá trị từ 1 cho đến 3 là vào một nhóm. Và nhóm này sẽ là nhóm 1. Và sau đấy thì cái người từ nhóm thứ 4 đến nhóm thứ 5 sẽ vào một nhóm, và nhóm đấy là nhóm 2. Vậy thì tôi làm như thế nào? Thì tôi cũng vào câu lệnh users, sau đó chọn xử lý phân tích số liệu và chọn xử lý số liệu, sau đó chọn thay đổi mã số liệu. Và trong phần thay đổi mã số liệu này, vì bây giờ tôi lấy một khoảng giá trị chứ không phải là một giá trị cụ thể nữa, nên là tôi sẽ chuyển về lấy cái phần thăng đấy ạ. Dấu thăng gạch chéo thăng bằng. Và ở đây thì cái con số đầu tiên chúng ta nhập bao giờ máy tính cũng hiểu đấy là con số nhỏ nhất, cái giới hạn đầu tiên trong cái chuỗi số liệu của mình. Và con số tiếp theo của chúng ta là nhập là số 3. Thế vậy là máy tính sẽ hiểu là chúng ta đang lấy gom một cái nhóm đối tượng mà nhận giá trị từ 1 cho đến 3, bao gồm có là 1, 2 và 3. Và ở cái giá trị của cái biến mới chúng ta muốn đổi sang, thì tôi muốn đổi sang là nhóm 1 chẳng hạn. Tức là chúng ta gom hết cả 3 nhóm đầu tiên ấy, 3 nhóm là có sức khỏe rất tốt. Đây này, chúng ta sẽ mục đích của chúng ta gom 3 cái nhóm này lại. Có sức khỏe rất tốt, sức khỏe tốt và sức khỏe bình thường vào một nhóm. Sau đó lát nữa chúng ta sẽ gom 2 cái nhóm là sức khỏe yếu và rất yếu vào một nhóm. Như vậy là chúng ta chỉ còn 2 nhóm cho tình trạng sức khỏe là sức khỏe tốt hay là sức khỏe yếu thôi. Yếu hay là không yếu, kiểu dạng như vậy. Thì chúng ta để là 1 trên 3 và bằng 1. Sau đó chúng ta click vào OK. Tôi chọn là sai biến. Tôi thay đổi lại biến. Biến này là biến sức khỏe. Đấy. Thì máy tính báo cho mình biết là có 331 giá trị đã được thay đổi. Và 331 giá trị thay đổi đấy chính là 331 con số ở đây này. Và để mã được, để nhóm được cái nhóm thứ hai thì tôi tiếp tục sử dụng cái câu lệnh record sức khỏe này. Nhưng bây giờ thay vì dùng 1 đến 3 thì tôi dùng mấy đến mấy ạ? Để cái mã nhóm thứ hai ấy, bây giờ mấy đến mấy, số mấy đến số mấy ạ? Đúng rồi, 4 đến 5 đúng không ạ? 4 đến 5 thì vào nhóm mấy ạ? Nhóm 2. Và tôi click enter. Bây giờ tôi có là 57 đối tượng. Đây, 57 đối tượng chính là 54 cộng với lại 3 ở đây là 57. 57 đối tượng này, đây 57 đối tượng là đã được đưa vào nhóm 2. Vậy là cái cách mã này sẽ giúp các bạn là mã hóa một biến mới dựa trên các giá trị của biến cũ và giúp chúng ta có thể là lấy được một khoảng giá trị nào đó. Trước đây chúng ta chia biến ra 57 nhóm, trình độ học vấn chẳng hạn, có 57 nhóm, nhưng bây giờ chúng ta chỉ muốn chia thành 2 nhóm thôi. Trình độ học vấn là từ cấp 2 trở xuống hay trình độ học vấn là trên cấp 2, ví dụ như thế. Thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh recode với cái khoảng giá trị như là chúng ta vừa làm. Bây giờ chúng ta xem lại cái câu lệnh codebook với cái biến sức khỏe mà chúng ta có. Thì nhìn lại các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ còn 2 nhóm thôi, 1 và 2 là rất tốt và tốt. Thực ra cái nhãn này bây giờ là không còn đúng nữa. Nhãn này là nhãn đã bị sai. Nó vẫn gán theo cái con số 1, 2 chúng ta có thôi, nhưng thực sự nhãn này là nhãn sai. Nếu muốn gán nhãn đúng thì chúng ta phải sửa cái nhãn là nhóm 1 ở đây là những người có sức khỏe rất tốt, tốt và bình thường, đúng không ạ? Lúc đấy chúng ta gom đến 3 nhóm. Và cái nhóm mà số 2 ở đây sẽ là những cái người có sức khỏe yếu, là rất yếu và yếu đấy ạ, thì sẽ nằm ở nhóm 2. Nên đến đây nếu mà chúng ta thực sự là làm phân tích số liệu và chúng ta gom nhóm như vậy thì các bạn sẽ phải mã hóa lại, dán nhãn lại cái nhãn này cho nó phù hợp, chứ không phải là rất tốt và tốt nữa. À, nhìn lại thì chúng ta đã có hai cái phân nhóm như chúng ta mong muốn, là gom nhóm lại ít nhóm hơn chứ không thể thành năm cái nhóm giải rác như ban đầu. Thì trên thực tế khi phân tích số liệu, cái kỹ năng này rất hay được sử dụng. Thì chúng ta nếu trong phần mô tả các bạn có thể mô tả 5-7 nhóm, nhưng thông thường là đến cái giai đoạn mà chúng ta chạy mối liên quan ấy, chạy mối liên quan giữa một biến độc lập với một biến phụ thuộc, hay là các bạn sử dụng các mô hình như là mô hình hồi quy logistics vân vân, thì thông thường là chúng ta sẽ cố gắng là đưa các nhóm về số ít, đưa các biến về ít nhóm thôi, có thể là 2 nhóm 3 nhóm. Đặc biệt là khi mà các bạn làm mối liên quan giữa hai biến phân loại và các bạn muốn đọc cái giá trị odds ratio, cái tỷ số chênh, hoặc là RR, tỷ số nguy cơ, thì thường là chúng ta sẽ tính cho bảng 22. Vì thế chúng ta sẽ gom về 2 nhóm như thế này. Đấy là cái ứng dụng mà chúng ta hay gặp với lại câu lệnh về recode.
câu lệnh tiếp theo trong phần này mà các bạn cũng có thể làm, đó là cái câu lệnh thực hiện cái câu lệnh là tạo cái biến giả. Nhưng mà lúc nãy thì tôi có xem cái phần biến giả này, câu lệnh của Thế Minh làm đang không chính xác. Đây, nếu mà chúng ta click vào tạo biến giả thì nó lại ra thành cái câu lệnh là tabulate. Và cái đường link của thầy để đang không đúng. Tabulate tức là cái câu lệnh là chạy cái bảng phân bố tần số. Nhà chúng ta tạm thời bỏ qua cái câu lệnh này nhé. Câu lệnh tiếp theo nữa ở đây là nối số liệu. Nối số liệu thì có hai cách nối số liệu. Thứ nhất là các bạn có thể là nối số liệu ngang. Trong tình huống nào? Trong tình huống mà chúng ta có 100 bệnh nhân và chúng ta chia ra là một bạn A nào đấy nhập cho tôi 50 phiếu và bạn B là nhập cho tôi 50 phiếu. Và nếu tôi muốn phân tích bộ số liệu này thì chắc chắn tôi phải ghép lại thành một bộ số liệu đầy đủ 100 phiếu, đúng không ạ? Tôi không thể nào mà bạn phân tích 50 phiếu đi, tôi phân tích 50 phiếu này và cuối cùng chúng ta là xào xáo đưa vào cái bảng biểu để có số liệu của toàn bộ bộ số liệu được, không có. Mà chúng ta phải gộp chung vào để chúng ta có toàn vẹn, cái bộ số liệu toàn vẹn bao gồm 100 quan sát và chúng ta phân tích. Và với cái tình huống như vậy thì người ta gọi là ghép số liệu ngang, vì chúng ta tăng số đối, xin lỗi, ghép số liệu dọc, vì chúng ta tăng số đối tượng nghiên cứu. 50 quan sát này cộng với 50 quan sát kia là chúng ta tăng đối tượng nghiên cứu, và các bạn tưởng tượng như đấy là chúng ta đang tạo thêm cái danh sách đối tượng nghiên cứu chúng ta dài ra. Mới đầu thì bạn đầu tiên nhập chỉ có 50 người thôi, chúng ta cộng thêm 50 người của bạn nhập thứ hai, như vậy là chúng ta đang nối là nối dọc. Và trong trường hợp nối dọc này thì biến số là thường là sẽ là cái biến số cuối cùng của bộ số liệu sẽ lấy là cái biến số nhiều nhất, bộ số liệu nào có biến số nhiều nhất thì nó sẽ giữ. Ví dụ bộ số liệu đầu tiên của các bạn 50 bản ghi đầu tiên có 7 biến số, 50 bản ghi thứ hai chỉ có 6 biến số thôi, thì cái bộ số liệu cuối cùng nó sẽ giữ 7 biến số và trong đó thì sẽ có một biến số là bị missing rất là nhiều vì nó missing ở trong cái 50 quan sát cuối cùng. Thế còn ghép số liệu ngang là như thế nào? Đó là trong tình huống mà các bạn thu thập số liệu trên bệnh nhân, nhưng các bạn có thể là có đến 2-3 mẫu phiếu để thu thập số liệu. Giả sử như chúng ta có cái phiếu là mẫu bệnh án này, tức là lấy số liệu sao chép ra từ bệnh án của bệnh nhân này. Và bên cạnh đó thì chúng ta lại có một cái phiếu phỏng vấn ngắn bệnh nhân khoảng 2-3 trang. Rồi chúng ta lại có một cái phiếu đặc biệt nào đó, như là phiếu một cái xét nghiệm đặc biệt, một kỹ thuật nào đó đặc biệt chúng ta làm vào chẳng hạn. Thì các bạn đang để thành 3 cái form thu thập số liệu riêng biệt. Và các bạn cũng chia ra cho 3 người nhập riêng. Như vậy là chúng ta đang có là số đối tượng nghiên cứu của mình là không thay đổi, đúng không ạ? Ví dụ 100 đối tượng vẫn là 100 đối tượng. Nhưng cái bộ số liệu nó sẽ là chưa toàn vẹn, vì cái người đầu tiên sẽ là nhập 100 phiếu phỏng vấn. Người thứ hai là nhập 100 phiếu là hồ sơ bệnh án mẫu. Và người thứ ba là nhập 100 cái phiếu xét nghiệm. Như vậy là chúng ta đang có bị cắt mảnh cái thông tin của đối tượng nghiên cứu ra ở các file số liệu khác nhau. Trong tình huống này thì chúng ta cũng bắt buộc là phải ghép lại để tất cả một đối tượng đấy đều có thông tin đầy đủ, bao gồm cả thông tin phỏng vấn, bao gồm cả thông tin hồ sơ bệnh án và bao gồm cả các thông tin xét nghiệm đặc biệt. Và nếu ghép như vậy thì các bạn thấy là cái danh sách bệnh nhân của mình có thay đổi không ạ? Không thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta giữ nguyên, chỉ có 100 bệnh nhân. Nhưng cái thông tin, cái biến số của mình làm sao ạ? Thêm vào. Và nó thêm theo chiều ngang, vì chúng ta biết là một đối tượng nghiên cứu là nằm trên một dòng, vậy nó thêm theo chiều ngang. Và chính vì hình ảnh đấy đâm ra người ta mới gọi là chúng ta đang ghép ngang, cho chúng ta thêm thông tin vào cho cùng một đối tượng nghiên cứu. Thì hiện tại bây giờ cái folder mà tôi gửi đến các bạn là không có cái số liệu để thử, nên các bạn có thể là nhìn lên trên cái phần tôi vừa tranh thủ ngồi tạo cái phần số liệu rất là ngắn thôi để minh họa cho các bạn và để các bạn thấy là nó hoàn toàn là không hề khó. Và có một số điểm lưu ý tôi sẽ nhắc ở trong cái quá trình mà tôi làm. Tôi đóng cái bộ số liệu này lại để tôi mở một cái bộ số liệu mới và sử dụng cho ghép. Với bộ số liệu này thì tôi đặt tên là ghép merge và tôi có mấy file để tôi thử. Đầu tiên là file số liệu đầu tiên. Các bạn sẽ thấy là trong file số liệu này với lệnh data editor thì tôi có là 4 bệnh nhân ABCD thôi. Và với 4 bệnh nhân này thì tôi có các biến là thứ nhất là giới tính bệnh nhân là gì, thứ hai là chỉ số huyết áp tối đa trước khi dùng thuốc, và thứ ba là chỉ số huyết áp tối đa sau khi dùng thuốc, tức là bệnh nhân dùng thuốc trước sau, và tôi sẽ mong muốn xem là cái sự thay đổi chỉ số huyết áp này như thế nào, nên là tôi nhập số liệu như vậy. Và tôi sẽ mở một cái số liệu, bộ số liệu khác nữa mà tôi đang sử dụng để ghép. Đó là bộ số liệu thứ hai. Tôi đặt tên là bộ số liệu merge 2, và trong cái bộ số liệu này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi cũng có 4 bệnh nhân, vẫn là bệnh nhân ABCD, nhưng mà ở bộ số liệu thứ hai này tôi chỉ có biến tuổi thôi. Bộ số liệu thứ nhất nhớ là tôi có 3 biến đúng không ạ? Giới tính, huyết áp tối đa trước sau,
bộ số liệu thứ hai tôi có biến tuổi. Vậy thì nếu tôi ghép hai bộ số liệu này với nhau thì tôi sẽ ghép ngang hay ghép dọc? Ghép ngang, đúng không ạ? Vì tôi thêm cái biến tuổi này vào với bộ số liệu phía trước, hoặc ngược lại, tôi thêm ba cái biến trước vào cái bộ số liệu thứ hai, tùy thuộc các bạn lấy bộ nào làm chuẩn cũng được. Và lưu ý là nhìn hai bộ số liệu này chúng ta sẽ phải có một biến chung, người ta gọi là cái biến chốt, và trong tiếng Anh thì gọi là key variable, tức là cái biến khóa. Giống như là nếu các bạn muốn lắp cái cửa, lắp cái cánh cửa vào trong cái tường để chúng ta có thể mở được cửa thì các bạn phải có cái bản lề. Và cái bản lề đấy thì nó phải có cái sự khớp, cái trùng khớp giữa cửa với lại cái bản lề được đóng ở trong cái tường của mình. Và chính vì thế chúng ta có một cái biến, đó là biến patient, biến bệnh nhân, cái mã bệnh nhân là một biến chung. Và cái biến chung này là cả hai bộ số liệu mà chúng ta đang định ghép ngang là đều phải có. Và thứ tự của các bệnh nhân của chúng ta, ở đây thì tôi đã sắp xếp rồi, còn các bạn lưu ý là thứ tự của các bệnh nhân này này, thứ tự ABC này, hoặc là sau này chúng ta dùng là 1, 2, 3, 4, cái mã bệnh nhân đấy là phải được sắp xếp theo một trật tự từ nhỏ cho đến lớn hoặc từ lớn cho đến nhỏ, sắp xếp ở hai bộ số liệu hệt như nhau thì nó mới được tìm, nó mới tìm về với nhau được. Thế là chúng ta phải sắp xếp và chuẩn bị cái biến số như vậy. À, bây giờ thì tôi sẽ ghép cái số liệu theo cái tình huống là ghép ngang như là tôi vừa đề cập. Và vì tôi đang ở cái bộ số liệu thứ hai nên tôi sử dụng cái bộ số liệu thứ hai này làm nền, và tôi sẽ ghép với bộ số liệu thứ nhất. Và lưu ý bộ số liệu thứ nhất tôi cũng có 4 quan sát và tôi có thêm 3 biến số. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng câu lệnh ghép này bằng cách là tôi vào user, sau đó thì chọn cái phần là ghép số liệu và phần merge file nối số liệu. Và đây thì có phần là nối số liệu ngang là tăng biến số, các bạn click vào cái phần đó. Và chúng ta có nhiều cách ghép vì số liệu đôi khi cũng tương đối là khác nhau. Chúng ta có thể ghép là one to one on key variable, tức là chúng ta ghép là một bảng ghi bên này với lại một bảng ghi bên kia. Nhưng rất là nhiều tình huống là chúng ta lại ghép là một bảng ghi bên này với nhiều bảng ghi bên kia. Tôi lấy ví dụ trong tình huống như thế này. Chúng ta đến một hộ gia đình, và hộ gia đình đấy thì chỉ có một mã hộ cho hộ gia đình thôi. Trong hộ gia đình đấy thì có người chủ hộ gia đình, và chúng ta phỏng vấn người chủ hộ gia đình về những thông tin chung của hộ gia đình đấy. Ví dụ như là hộ gia đình có nghèo hay không, về hộ gia đình đấy là ở vùng nào vân vân, có bao nhiêu người trong hộ gia đình, những cái thông tin chung mà tất cả những đối tượng trong hộ gia đình đều chung ấy, đều có cùng cái thông tin đấy, thì chúng ta chỉ cần phỏng vấn một người đại diện thôi. Nhưng đến lúc là tình trạng sức khỏe hoặc là một số thông tin thuộc về cá nhân, tình trạng cá nhân sức khỏe của từng người, thì lúc đấy chúng ta lại phỏng vấn đến 4 người. Vậy bây giờ chúng ta mong muốn là ghép cái thông tin chung của hộ gia đình vào với thông tin của từng thành viên. Vậy thì thông tin chung của hộ gia đình chỉ có một, đúng không ạ? Vì một hộ gia đình đấy nếu là hộ nghèo thì cả 4 người đều là nghèo, chúng ta không việc gì phải hỏi cả 4 người cùng một câu hỏi, nên chúng ta chỉ hỏi có một thôi. Phiếu hộ gia đình chỉ có một, nhưng phiếu thành viên trong hộ gia đình thì lại có đến 4, 5 hoặc là 3, tùy thuộc hộ gia đình đấy có bao nhiêu người. Vậy thì trong tình huống mà muốn ghép cái thông tin của hộ gia đình với lại thông tin của các thành viên trong gia đình, thì lúc đấy là các bạn có cái cách ghép là ghép một biến số, ghép một đối tượng ở bên này với nhiều đối tượng ở bên kia. Đấy, thì tùy từng tình huống mà chúng ta chọn khác nhau, nhưng thông thường thì chúng ta sẽ ghép là one to one, tức là ghép một bảng ghi này với lại một bảng ghi có sẵn. Và với ví dụ ở đây thì tôi sẽ ghép là 1-1, đúng không ạ? Vì tôi có 4 đối tượng bên này và 4 đối tượng bên kia. Và tôi cũng phải chỉ cho máy tính biết là đây, máy tính hỏi rất là rõ là cái key variable, tức là cái match variable là gì. Thì tức là cái biến mà để chúng ta sử dụng làm biến ghép là biến nào. Thì các bạn cũng click vào đây thì chúng ta chọn biến, mà chúng ta có biến patient, cái mã của bệnh nhân. Và chúng ta click OK. Phải mở số liệu nữa. Sau khi đã chọn biến rồi thì chúng ta sẽ tìm xem là số liệu mà chúng ta dự định ghép là bộ số liệu nào. Chúng ta đang mở bộ số liệu thứ hai. Bây giờ chúng ta chỉ cho máy tính biết là tôi định ghép với bộ số liệu nào. Thì các bạn vào phần Browse, sau đó chúng ta tìm về số liệu. Và như tôi đã giải thích, tôi ghép với bộ số liệu thứ nhất. Sau đó tôi click vào Open và click OK. Bây giờ trong cái số liệu tôi có ở đây là tôi đã có thêm các biến này. Biến tuổi, biến giới, biến huyết áp 1, huyết áp 2 và một cái biến cuối cùng là biến merge, chỉ ra là cái biến nào là biến chung, đối tượng nào là có thông tin chung ở cả hai biến số. Để nhìn sự thay đổi thì tôi vào cái phần Data Editor. Và đây các bạn nhìn thấy là ở cái bộ số liệu thứ hai của tôi lúc đầu là chỉ có biến tuổi thôi, đúng không ạ? Lúc đầu tiên tôi mở cho các bạn xem lúc nãy chỉ có biến tuổi. Nhưng bây giờ thì đã có thêm cái biến về giới tính, rồi biến về tình trạng huyết áp ở hai lần đo lường. Và chúng ta có một cái biến sinh thêm, đó là biến merge, chỉ ra cho chúng ta biết là trong tình huống này thì có cái sự trùng lặp, có cái sự đồng nhất giữa thông tin của biến, có cái sự thống nhất giữa thông tin của biến 1 của bộ số liệu thứ nhất với bộ số liệu thứ hai hay không. Và nó có nhiều tình huống,
Nó có 3 tình huống, xin lỗi, không nhiều mà nó có 3 tình huống. Ở đây thì tất cả đều là số 3 cả, vì tất cả thông tin của 4 đối tượng bên bản ghi thứ nhất thì đều được ghép thành công và được ghép phù hợp, có đầy đủ thông tin với số liệu ở file thứ hai. Thế còn trong tình huống mà đối tượng chỉ có mặt ở file thứ nhất, không có file thứ hai thì nó sẽ mã là 1. Hoặc ngược lại, trong tình huống chỉ có mặt ở file thứ hai, không có mặt ở file thứ nhất thì nó sẽ mã là 2. Còn đây là gặp trong cái tình huống là cả hai nhóm chúng ta là đều có cùng thông tin hết, chung thông tin. Thì đấy là cái biến mà cái bộ số liệu mà chúng ta vừa có được và với cái biến merge. Nếu nó chỉ ra như thế này mà chúng ta không muốn nhìn thấy hoặc là muốn bỏ đi thì các bạn vào cái phần drop. Đây chúng ta đã học rồi, drop cái biến merge đấy đi. Thì chúng ta có bộ số liệu gọn ghẽ với 4 biến số là bộ số liệu mà chúng ta vừa ghép. Và tình huống ghép này được gọi là tình huống ghép ngang. Mình lưu mình bấm cái lệnh save ở đây này. Mỗi một lần tạo, kể cả khi mà bạn tạo biến mới hoặc là bạn record biến mới thì chúng ta lưu lại. Giống như làm việc với lại Word, với Excel thôi, thì chúng ta cũng lưu số liệu lại. Đấy là tình huống ghép ngang ạ. À, bây giờ thì tôi có thể là sử dụng cái bộ số liệu này để tôi ghép dọc. Thì tôi có một cái bộ số liệu, chuẩn bị bộ số liệu để ghép dọc. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể ghép được? Thì chúng ta cũng chọn cái biến số để chúng ta làm cái biến chính, biến chốt, biến bản lề để chúng ta ghép. Và sau đấy thì chúng ta cũng có một cái bộ số liệu, tìm về bộ số liệu mà có các biến số, tìm bộ số liệu mà có các đối tượng nghiên cứu tương tự như ở đối tượng nghiên cứu của mình, cũng nằm ở trong cái nghiên cứu của mình để mình ghép. Và với tình huống ghép dọc như thế này thì nó sẽ tăng số đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của mình có thể bây giờ đang là 4 thôi, nhưng nếu chúng ta ghép bộ số liệu có thêm 5 đối tượng nữa thì tổng số đối tượng nghiên cứu trong bộ số liệu của mình sẽ là 9. 4 với 5 bằng là 9, ví dụ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ ghép dọc với bộ số liệu tiếp theo tôi chuẩn bị, đó là bộ số liệu thứ 4. Chúng ta sử dụng users và chúng ta vào xử lý phân tích số liệu. Sau đó thì vào xử lý số liệu và vào phần là nối số liệu dọc tăng quan sát. Và đây thì chúng ta cũng chỉ cho máy tính biết là cái tên số liệu, tên bộ số liệu mà chúng ta dự định nối là gì. Giả sử tôi sẽ nối với bộ số liệu thứ 4 mà tôi đã chuẩn bị. Và chúng ta cũng sẽ cho máy tính biết là nếu mà có cái biến mới nào đó mà tạo ra trong bộ số liệu thì các bạn sẽ đánh dấu cái biến mới đấy như thế nào. Còn nếu không thì thôi. Và ở đây thì cũng có tùy chọn là chúng ta có thể là giữ tất cả các biến ở trong, giữ tất cả các biến mà có trong bộ số liệu ở cái file kết nối chẳng hạn, thì các bạn cũng đưa vào. Và hoặc là các bạn có thể là lấy cái tùy chọn là chúng ta sẽ giữ một cái file cụ thể nào đó ở trong cái file mà chúng ta sẽ kết nối. Vì đôi khi là nối số liệu nhưng có quá nhiều cái biến số, xin lỗi, để giữ một biến nào đó, đôi khi là có những cái biến số mà chúng ta không cần thiết, thì các bạn có thể là lựa chọn lại. Và chúng ta click vào đây để chúng ta nhìn thấy tất cả các biến số mà có khả năng ghép được. Và chúng ta xem là biến nào là biến chúng ta không cần thì chúng ta biến nào chúng ta cần thì chúng ta giữ lại, biến nào không cần thì chúng ta không cần list, không cần nêu danh sách ra thì máy tính nó sẽ tự bỏ đi. Ở đây thì tôi sẽ giữ hết. Và chúng ta click vào OK. Ở đây thì có một cái phần mà cái bộ số liệu thứ 4 tôi chuẩn bị không thực sự là có đầy đủ các biến như là bộ số liệu thứ nhất, nên là máy tính hỏi chúng ta là đang giữ những cái biến, chỉ giữ những cái biến mà có chung thôi. Thì đây chúng ta chọn những cái biến chung vào, biến tuổi, biến giới và biến patient, biến tuổi và biến giới. Sau đó click OK. Và bây giờ chúng ta ghép được. Chúng ta nhìn vào bộ số liệu. Đây. Bộ số liệu lúc nãy là chỉ có 4 quan sát ABCD. Nhưng với cái bộ số liệu tiếp theo tôi có thêm 4 quan sát nữa EFGH. Và tôi sử dụng cái kết nối số liệu vừa rồi thì tôi đã nối được thành là tôi có 8 quan sát. Nhưng ở cái bộ số liệu thứ hai thì tôi không có các chỉ số ở cái bộ merge for, tức là bộ số liệu thứ tư. Và bây giờ tôi ghép vào đây thì tôi không có các chỉ số về chỉ số huyết áp trước và sau can thiệp. Chính vậy mà các bạn nhìn thấy là nó để trống, nó để giá trị missing ở đây. Thì đấy là ghép dọc. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là thêm các quan sát vào, còn lúc nãy chúng ta nhìn thấy là thêm các biến số vào. Thì thực sự là nó không khó, chỉ lưu ý giúp tôi một chút là chúng ta cần phải tạo ra một cái biến chung. Và chúng ta phải cái biến chung đấy là phải giống nhau cả về định dạng và giống nhau cả về các cách sắp xếp. Và cái tên biến cũng phải giống hệt nhau.
Và sau đấy thì các bạn sắp xếp biến theo một trật tự nhất định, và cuối cùng thì chúng ta sử dụng các câu lệnh merge để chúng ta ghép vào thôi. Nó các bạn có thể nhìn thấy các thao tác nó rất là đơn giản. Và nếu chúng ta muốn lưu ạ, nếu chúng ta muốn lưu giống như lúc nãy tôi chuẩn bị số liệu và tôi lưu, thì các bạn click vào save và chúng ta cũng xem là máy tính hỏi chúng ta có lưu ghi đề lên cái bộ số liệu mà xuất phát điểm ban đầu mình mở ra không, tức là bộ số liệu gốc, là bộ số liệu file thứ hai đúng không ạ, merge to. Thì nếu mà chúng ta không muốn ghi đề lên thì các bạn thay đổi, còn nếu mà các bạn muốn ghi đề lên thì các bạn có thể click OK. Nếu không muốn ghi đề thì chúng ta phải chuyển sang cái phần là save as. Ở đây nếu tôi không muốn ghi đề thì tôi phải chuyển sang phần file và tôi vào save as để tôi đổi tên. Còn nếu tôi click vào save thì máy tính sẽ nghĩ là mình sẽ ghi đề lên, và nếu mình click vào OK thì nó sẽ ghi đề lên cái bộ số liệu mình đã có. Thì đấy là lưu số liệu. Sau khi mà các bạn đã merge, các bạn đã kết nối được số liệu, có thể ghép ngang, có thể ghép dọc. Có một cái ứng dụng nữa trong cái phần về số liệu này có thể sẽ phù hợp với các bạn mà sau này phân tích số liệu mang tính chất là số liệu có đo lường lặp lại. Và chúng ta theo dõi bệnh nhân là không phải là chúng ta chỉ đánh giá bệnh nhân một lần, mà chúng ta có thể đánh giá bệnh nhân 2 lần, 3 lần, 3 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Và chúng ta có những cái đo lường mang tính chất lặp lại như vậy. Giả sử những chỉ số huyết áp chúng ta không phải là đo một lần, mà chúng ta đo là huyết áp bệnh nhân trước điều trị, huyết áp bệnh nhân sau khi dùng thuốc 1 giờ, huyết áp bệnh nhân sau khi dùng thuốc 6 giờ, huyết áp bệnh nhân khi mà bệnh nhân ra viện chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có những cái chỉ số đo lường nó nhiều lần. Thì với những cái bộ số liệu mà có đo lường lặp lại như vậy, thì với phân tích là chúng ta phải có những kỹ thuật phân tích đặc thù và đặc biệt, chứ không phải là chúng ta phân tích chung như là với các bộ số liệu bình thường. Và trong tình huống đấy thì chúng ta sẽ có những cái thao tác mà để chuẩn bị cũng như là phải sử dụng trong quá trình mà phân tích cái bộ số liệu có đo lường nhiều lần. Đó là cái cách là xoay bộ số liệu ngang và bộ số liệu dọc. Thì ở đây cái cấu trúc của bộ số liệu ngang, bộ số liệu dọc ấy, thì các bạn nhìn vào trong một cái ví dụ mà tôi có chuẩn bị slide. Đây là một bộ số liệu, chỉ là một bộ số liệu thôi nhé, không phải là hai bộ số liệu. Và chúng ta có 3 đối tượng được đưa vào trong nghiên cứu này. Đây, chúng ta có 3 đối tượng. Và chúng ta có một cái biến X nào đó. Biến X này được đo lường 3 lần. Lần thứ nhất vào năm 2001, lần thứ hai vào năm 2002 và lần thứ ba vào năm 2003. Và với biến X này thì ngay từ ban đầu khi nhập số liệu, người ta sẽ trình bày giống như trình bày nguyên tắc chung của nhập số liệu thôi. Mỗi một dòng sẽ là một quan sát. Và các biến số thì cứ dần dần xếp hàng ngang ra thôi. Chúng ta sẽ có, nếu mà x thêm nữa thì chúng ta sẽ xếp thêm nữa. Và với bộ số liệu ban đầu này, bộ số liệu trong cái hình ảnh đầu tiên này, người ta gọi đây là bộ số liệu ngang. Giống như khi chúng ta ghép ngang ấy, để bộ số liệu ngang. Và với bộ số liệu ngang như thế này thì sẽ không phù hợp trong một số các tình huống mà chúng ta cần phải phân tích với một cái đo lường lặp lại. Để ngang như này chúng ta không thể so sánh được 3 lần đo lường với nhau. Vậy thì để có thể so sánh được, đánh giá được cái sự thay đổi ở những lần đo lường, thì người ta bắt đầu chuyển bộ số liệu đang từ form ngang, tăng từ cái định dạng ngang này sang định dạng dọc. Và để chuyển từ định dạng ngang sang định dạng dọc thì ở định dạng ngang chúng ta có 3 biến số được đo lường. Thực ra nó là một chỉ số nhưng được đo lường ở 3 thời điểm khác nhau. Và mỗi một đối tượng chỉ nằm trên một dòng số liệu. Nhưng khi chuyển sang bộ số liệu dọc thì lúc đó là mỗi một lần đo lường sẽ chuyển thành một dòng số liệu. Vậy thì một người bệnh mà được đo lường 3 lần thì người đó sẽ chiếm 3 dòng số liệu. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của số liệu dọc ở đây. Chúng ta đã thấy là cái mã bệnh nhân đầu tiên đã được chuyển thành 3 lần đo lường. Và lần đo lường đầu tiên là ở năm 2001, đo lường thứ hai là 2002 và đo lường thứ ba là năm 2003. Và đây thì với các đối tượng còn lại cũng tương tự, tức là có bao nhiêu lần đo lường thì nó thành bấy nhiêu cái dòng số liệu. Và nếu phân tích thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu là phân tích được cái biến X này theo cái sự thay đổi ở các vòng đo lường khác nhau. Còn nếu lúc nãy để ở dạng số liệu ngang thì chúng ta không thể nào mà đánh giá được. Đấy là cái chuyển từ ngang sang dọc. Ngược lại thì cũng có một số các đo lường mà chúng ta cần phải chuyển từ dọc sang ngang. Nên là sau khi thực hiện các phân tích dọc xong thì chúng ta có thể phải chuyển lại cái định dạng từ dọc sang ngang để chúng ta mô tả, như là mô tả tình trạng giới tính với tuổi của đối tượng nghiên cứu chẳng hạn. Thì giới tính của đối tượng nghiên cứu đâu có thay đổi, đúng không ạ? Nên chúng ta không có sinh ra nhiều cái dòng cho giới tính làm gì, nên chúng ta có thể phải xoay trở lại cái bộ số liệu ngang để chúng ta phân tích. Vậy thì làm thế nào để có thể chuyển được số liệu ngang sang số liệu dọc và ngược lại chuyển số liệu dọc sang số liệu ngang?
Thì với cái số liệu đơn giản như tôi vừa ghép thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn để chuyển số liệu. Tôi đổi tên biến này một chút để cho nó phù hợp hơn trong quá trình mà chúng ta, thực ra bản chất không thay đổi, nhưng phù hợp hơn trong quá trình chúng ta chuyển biến và để các bạn nhìn nó dễ dàng hơn trong chuyển biến. Tôi đổi tên thành HA1 và HA2. Nhưng bản chất tức là hai lần đo lường lần 1, đo lường lần 2, bản chất của nó vẫn là huyết áp tối đa và được đo lường ở thời điểm trước can thiệp và sau can thiệp. Bây giờ thì nhìn vào số liệu cấu trúc này, số liệu này của tôi đang là số liệu ngang hay số liệu dọc ạ? Ngang hay dọc ạ? Ngang, đúng không ạ? Vì mỗi một dòng số liệu là một đối tượng nghiên cứu. Còn cái biến mà có đo lường lặp lại ở đây thì mỗi một lần đo lường là nó chiếm một ô, nó nằm trên, nó chiếm một một cột, đúng không ạ? Nên là số dữ liệu này đang ở dạng dữ liệu ngang. Vậy bây giờ tôi sẽ muốn xoay sang thành dữ liệu dọc. Để xoay thành dữ liệu dọc thì chúng ta có cái câu lệnh reset. Nếu chọn lệnh trong cái thực đơn lệnh mà thầy Minh đã biết thì các bạn vào user và xử lý phân tích số liệu và chúng ta chọn cái phần xử lý số liệu và chọn phần chuyển chuyển dạng số liệu. Và trong chuyển dạng số liệu này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có những câu lệnh reset là từ long format from white, tức là chúng ta chuyển dọc từ ngang, hoặc là chuyển ngang từ dọc, rồi back to, tức là chuyển lại ngang sau khi chúng ta đã làm xong phân tích xong với dọc rồi, hoặc là chuyển lại dọc sau khi chúng ta đã làm xong phân tích xong với ngang rồi. Thì ở đây là chúng ta sẽ chuyển cái dạng của chúng ta đầu tiên là sẽ chuyển từ dạng ngang sang dạng dọc, đúng không ạ? Vì chúng ta đang ở ngang. Vậy chúng ta chuyển sang sử dụng cái long format from white, tức là chuyển dọc từ cái định dạng dữ liệu là ngang. Đầu tiên máy tính hỏi chúng ta là cái ID variable là cái biến nào. ID có nghĩa là cái biến mã đối tượng nghiên cứu, thông thường nó là chính là biến mã đối tượng nghiên cứu. Và các bạn chọn cái patient, trong bộ số liệu này của mình sẽ là patient. Và các bạn giữ các biến nào, lấy cái biến nào trong cái quá trình chuyển dạng. Thì biến của chúng ta ở đây chính là biến chỉ số huyết áp. Xin lỗi, chỗ này của chúng ta không phải là biến đưa vào biến chỉ số huyết áp, mà chúng ta sẽ đưa... Để tôi thử với tôi hay quen đánh lệnh hơn. Để tôi thử một sau đó thì tôi sẽ chỉnh lệnh nhé. Nếu để đánh lệnh thì nó rất là đơn giản. Reset, chúng ta reset sang long, long form. Và cái biến mà reset ở đây là biến huyết áp. Chúng ta sử dụng cái mã cụm là y sẽ bằng là patient. Và cái G tức là cái mã về thời gian của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ để ví dụ như là time. Cái biến G này, cái mã time này là một cái biến mới hoàn toàn, là một cái biến mới. Cái biến mà sẽ chỉ ra là lần đo lường thứ nhất, lần đo lường thứ hai, lần đo lường thứ ba, vân vân. Và chúng ta enter. Và máy tính đã chỉ cho chúng ta là đang từ 8 quan sát, chúng ta chuyển sang thành có 16 quan sát. Và số biến của chúng ta là từ 5, từ định dạng 5 là cũng chuyển sang 5. Và ở đây thì chúng ta có G này là có hai giá trị vì chúng ta có hai lần đo lường. Và chúng ta có biến XG chính là chuyển từ cái biến là huyết áp 1, huyết áp 2. À, tôi biết cách chọn biến trong kia rồi. À, chúng ta thử nhìn lại cái số liệu nhé, vào cái data editor. Bây giờ thì thay vì lúc nãy chúng ta chỉ có 8 quan sát thôi, thì bây giờ các bạn đã thấy là chúng ta có nhiều quan sát hơn, đúng không ạ? Và cái đối tượng thứ nhất, đối tượng A này này, lúc nãy là nằm trên một dòng, thì bây giờ đã nằm ở trên hai dòng. Thì chúng ta có hai lần đo lường chỉ số huyết áp. Và cái thời gian đo lường là có thời gian đo lường lần 1 và lần 2, tức là trước can thiệp và sau can thiệp đấy ạ. Đây là cái biến mới, một cái biến tạo ra thì chúng ta vừa tạo ra trong cái phần biến G là tạo ra, và cái chữ time đấy là mình tự đặt tên vào. Nếu các bạn không muốn đặt tên thì các bạn không muốn time thì các bạn có thể là lần đo lường thì các bạn tự đặt tên vào. Và thường là cái 1, 2 này là nó lấy từ cái phần đuôi của cái biến huyết áp lúc nãy, nó trừ cái tên phần chung ra. Lúc nhớ là lúc nãy tôi đặt cái tên biến là HA1 và HA2. Thì nó sẽ lấy cái phần HA đấy là cái phần chung để đặt tên tên cho cái biến huyết áp này này. Đấy. Còn lại cái phần 1, 2 đấy thì nó chuyển sang là mã hóa cho cái lần đo lường. Và cái biến tuổi, chúng ta có biến tuổi của đối tượng nghiên cứu. Thì biến tuổi này cũng được xoay dọc theo. Và đối tượng A thì ở lần đo lường thứ nhất người ta 24 tuổi, lần đo lường thứ hai người ta cũng vẫn 24 tuổi thôi. Rồi giới tính cũng như vậy, chúng ta không thể thay đổi giới tính và không có cái đo lường khác.
một cái biến mà không thay đổi theo các lần đo lường, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở tất cả các dòng là biến đó vẫn giữ nguyên giá trị, chứ nó không có sự thay đổi. Còn cái biến mà có sự thay đổi nhiều nhất đó chính là biến chỉ số huyết áp. Lúc nãy thì huyết áp là xếp theo hàng ngang, đúng không ạ? HA1, HA2. Bây giờ chúng ta đã thấy là huyết áp xếp theo hàng dọc. Và với cái cách tính toán như thế này, cách sắp xếp số liệu như thế này, thì các bạn sẽ phân tích được với một cái biến mà có đo lường lặp lại, đó là biến chỉ số huyết áp. Đấy, chúng ta sẽ phân tích được. Và tất cả những bạn nào mà làm luận văn ở đây là dự định là chúng ta sẽ có khoảng 3 lần đo lường trở lên. 2 lần đo lường thì không cần. 2 lần đo lường thì các bạn có thể có những kiểm định là đánh giá trước sau, kiểm định ghép cặp. Thế còn với tất cả các bạn mà có từ 3 lần đo lường trở lên, 3 lần theo dõi đối tượng nghiên cứu của mình trở lên, thì chắc chắn là phải sử dụng cái chuyển dạng số liệu này trong quá trình phân tích. Các bạn muốn phân tích gì, các bạn cũng phải chuyển sang cái long form này, chuyển sang cái form dọc để chúng ta phân tích cho nó phù hợp. Thế đấy là cách chuyển dạng số liệu. Về đang nói chúng ta đang từ cái định dạng số liệu ngang sang định dạng số liệu dọc. Vậy bây giờ nếu muốn trở về định dạng số liệu ngang thì như thế nào? Nếu chúng ta là cái lần đã vừa chuyển dọc rồi và bây giờ chúng ta muốn chuyển lại ngang thì rất là dễ. Thì chúng ta chỉ cần đánh lại câu lệnh reshape và chúng ta đánh chữ rộng mà thôi. Ta chuyển dọc và chuyển ngang là máy tính nó sẽ tự chuyển được. Cho nó hiểu. Vì chúng ta đã định nghĩa cho nó ở cái câu lệnh trước là biến nào là biến ID rồi, biến nào là biến về thời gian rồi, nên là nó hiểu rồi, nên là nó sẽ tự. Còn nếu mà chúng ta lại đóng số liệu chúng ta mới làm lại từ đầu thì chúng ta mới phải lại phải định nghĩa lại cho máy tính. Còn đây là máy tính nó sẽ hiểu, nên các bạn sẽ nhìn thấy tôi chỉ cần đánh câu lệnh reshape while là máy tính nó tự chuyển định dạng số liệu đang từ dọc về ngang. Và tôi nhìn lại số liệu của mình, thì bây giờ các bạn đã thấy là chúng ta quay trở lại chỉ có 8 quan sát thôi, không nhiều như lúc nãy nữa. Và cái chỉ số huyết áp bây giờ thì lại xếp thành huyết áp 1, huyết áp 2. Và bởi biến tuổi, biến giới tính thì vẫn tương tự như lúc nãy. Đấy, vậy là chúng ta hoàn toàn có thể là xoay dọc ngang ngang dọc rất là dễ, rất đơn giản trong cái bộ số liệu với long form hay là file form. Thì nhắc lại với các bạn là đây cũng là một trong những cái kỹ năng mà cũng phải biết làm trong quá trình mà chúng ta phân tích số liệu với bộ số liệu mà có đo lường lặp lại. Đơn giản đúng không ạ? Có chỗ nào các bạn không rõ cần phải giải thích thêm không? Có chỗ nào chưa rõ không? Tôi sẽ gửi slide sau đó thì về, vì chúng ta không có nhiều thời gian ấy, mà cái nội dung cũng còn nhiều quá, nên là tôi không, lẽ ra trong những cái phần trình bày mà có thời gian thì tôi sẽ yêu cầu các bạn là nhập thử số liệu. Đây, sẽ yêu cầu các bạn là nhập số liệu, sau đó thì thử ghép, nhập số liệu thử vài bản ghi, sau đó ghép số liệu. Ghép xong thì chuyển dạng ngang dọc, giống như là tôi vừa tạo một vài bộ số liệu nhỏ nhỏ đấy, và thực hiện những thao tác đấy. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian, nên là các bạn về nhà có thể là nhìn lại cái phần slide tôi gửi, sau đó thì sử dụng các câu lệnh tôi để ở đây ạ. Các câu lệnh ở phía dưới thì tôi cũng có để câu lệnh lại, thì các bạn thực hiện theo các câu lệnh đấy để các bạn có thể nhìn thấy cái sự thay đổi của bộ số liệu của mình, nó như thế nào, khi ghép vào nó như thế nào, và khi xoay số liệu ngang dọc thì nó như thế nào. À vâng. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lại, vì thực ra bình thường tôi không làm với việc chọn lệnh, mà thường là đánh máy và chọn lệnh phía bên ngoài, nên là đôi khi là không thực sự là rõ thầy Minh để ở đâu. Tôi sẽ thử lại. Chúng ta quay trở lại chuyển dạng số liệu này. Thử không đúng thì thử lại, không còn vấn đề gì. Ở đây thì cái biến ở đây, biến G của chúng ta thử HA1, HA2. Biến này của chúng ta sẽ vào là biến time. Nếu sai ta sẽ chọn lại biến variable. Đã từng làm với biến time một lần rồi nên máy tính bảo là có biến này rồi. Để tôi sửa lại.
Để lát nữa tôi sẽ thử lại với để xem cách đặt của thầy như thế nào. Thì chưa tạo được biến nhưng mà cứ sử dụng lệnh thì nó lại báo là đã có biến tạo ra rồi. Để một lát nữa ra chơi tôi sẽ xem lại cái câu lệnh này. Thì thường tôi không sử dụng cái chọn lệnh đấy mà thường là đánh lệnh. Để lát nữa. Lát nữa tôi sẽ xem lại và sẽ trình bày lại cái phần nếu chọn lệnh thì sử dụng cái câu lệnh như thế nào, đánh những biến nào vào. À, đấy là cái phần về xoay số liệu ngang và số liệu dọc. Cũng như là chúng ta đã qua được rất là nhiều các câu lệnh. Là tạo biến mới như thế nào, mã hóa lại biến như thế nào, thay nhãn giá trị như thế nào, xem số liệu, nối số liệu, xoay số liệu ngang dọc vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi như là chúng ta đã có một bộ số liệu hoàn chỉnh rồi, đã làm sạch số liệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích số liệu đó như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi từ những cái phân tích đơn giản nhất cho đến những cái phân tích nó phức tạp hơn một chút. Tôi cũng kỳ vọng là trong chiều hôm nay có thể trình bày được cả cái phần về hồi quy. Và đến những buổi sau nữa thì các thầy các cô cũng sẽ tiếp tục trình bày một số các kỹ thuật phân tích mà hay sử dụng trong lâm sàng để các bạn có thể ứng dụng được trong quá trình làm luận văn. Tôi sẽ quay trở lại với bộ số liệu về tăng huyết áp ạ. Và bắt đầu bằng mô tả, bắt đầu bằng phân tích số liệu với mô tả thì với phần mô tả này với cái kiến thức về thống kê cơ bản thì chắc các bạn đã biết là phụ thuộc rất nhiều vào biến số của mình là biến gì. Nếu chúng ta có một biến định lượng, chúng ta sẽ mô tả khác. Mà nếu chúng ta có một biến định tính thì chúng ta sẽ mô tả hoàn toàn khác. Ở đây thì nếu với biến định lượng thì thông thường là chúng ta sẽ mô tả các giá trị như là giá trị trung bình và giá trị hoặc là giá trị độ lệch chuẩn, giá trị trung vị hoặc là khoảng phân vị. Còn với biến định tính thì thông thường là chúng ta sẽ nói về các giá trị như là giá trị tần số và tỷ lệ. Vậy thì tôi sẽ xin phép được trình bày sơ qua một chút là lý thuyết về cái phần các lý thuyết cơ bản về thống kê, sau đó chúng ta sẽ minh họa ở trên chương trình phần mềm. Trước hết là thống kê nó là một cái phân môn toán, cũng thuộc phân môn toán học, và nó có nhiệm vụ giúp chúng ta là thu thập số liệu, phân tích số liệu và phiên giải các số liệu mà chúng ta có. Và ở đây thì thống kê giúp chúng ta là đầu tiên là chúng ta tính toán, chúng ta có được các con số từ một mẫu nghiên cứu khi các bạn chọn mẫu nghiên cứu và chúng ta tính toán. Và sau khi tính toán được mẫu nghiên cứu này rồi thì chúng ta sẽ suy luận cho quần thể nghiên cứu. Và mẫu thì thường là chính là một phần của quần thể nghiên cứu mà chúng ta rút ra và chúng ta triển khai những cái việc đánh giá hay nghiên cứu trên nhóm đối tượng này. Và thông thường thì các bạn có thể là có rất nhiều bệnh nhân, nhưng với cái khoảng thời gian hạn hẹp của mình hoặc là với cái nguồn lực của mình không thể nào mà thu thập số liệu trên tất cả các bệnh nhân đấy được. Mình thường là chọn lại một nhóm các bệnh nhân và mình đưa vào trong nghiên cứu trên quần thể bệnh nhân lớn của mình. Thì đấy là cái phần về lấy mẫu. Mẫu thì chúng ta sẽ bao giờ cũng là dựa trên quần thể. Và sau khi lấy mẫu xong thì các bạn sẽ thu thập số liệu và tính toán những chỉ số ở trên mẫu nghiên cứu. Người ta gọi đấy là đại lượng thống kê. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ mô tả cái mẫu mà chúng ta có này. Và dựa trên quá trình mô tả mẫu nghiên cứu, dựa trên những cái giá trị thống kê mà mẫu nghiên cứu có, thì chúng ta có thể là suy luận lại cho cái quần thể nghiên cứu mà mình đã từng chọn mẫu. Nếu các bạn làm trong các bệnh viện thì các bạn cũng thấy là một trong chỉ số mà bệnh viện đều phải đánh giá hiện tại là hàng quý là chỉ số về hài lòng của bệnh nhân, đúng không ạ? Chúng ta có chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Và chỉ số hài lòng bệnh nhân trong một bệnh viện thì dù là bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ thì tôi nghĩ là cũng không thể nào mà đánh giá hết toàn bộ bệnh nhân được. Bệnh viện lớn thì chắc chắn là không rồi, còn kể cả bệnh viện nhỏ cũng như vậy. Mà người ta thường chọn ra một nhóm bệnh nhân, thông thường là con số đấy khoảng độ 100-200 bệnh nhân tùy thuộc bệnh viện. Và chúng ta thu thập số liệu trên 100-200 bệnh nhân này và chúng ta đưa vào báo cáo. Nhưng rõ ràng các bạn nhìn thấy là trong báo cáo của mình không bao giờ nói là đây là cái tỷ lệ hài lòng của 100 bệnh nhân. Mà chúng ta luôn luôn báo cáo và chúng ta luôn nói đấy là tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân của một bệnh viện A nào đó.
tức là chúng ta đang nói đến là số liệu là được khái quát cho quần thể, chứ không phải số liệu chỉ là của mẫu nghiên cứu. Thì để làm được việc đấy chính là việc chúng ta sử dụng cái thống kê suy luận để chúng ta lấy kết quả từ một mẫu nghiên cứu, chúng ta suy luận cho quần thể nghiên cứu lớn hơn mà mình đã rút mẫu ra hay mình đã lấy mẫu ra. Thì đấy là cái mối liên quan giữa quần thể và mẫu. Chúng ta thường là sử dụng các phương pháp chọn mẫu để lấy ra một mẫu nghiên cứu từ quần thể và đánh giá trên mẫu nghiên cứu và dựa trên kết quả đánh giá đó để suy luận lại cho quần thể mà mình đã từng lấy mẫu. Với thống kê thì số liệu chính là đối tượng của thống kê. Và nói đến số liệu thì chúng ta có hai giá trị, đó là giá trị về hằng số và một cái được gọi là biến số. Hằng số là gì? Hằng số là một con số hằng định và không thay đổi, giống như là số pi. Số pi bằng 3,14 bao nhiêu đó là một con số không thay đổi. Và nếu có nghiên cứu gì đó dính dáng đến số pi thì người ta không xem và không nói đến chuyện là bây giờ số pi là bao nhiêu nữa. Thì con số là con số hằng số rồi, đều chấp nhận rồi. Mà nếu trong cái khoảng thời gian gần đây nếu đề cập đến số pi thì các bạn thấy là người ta không nói về giới khoa học mà nói về người những người bên ngoài, người bình thường, thì các bạn sẽ thấy là người ta đang thi nhau xem là lập cái kỷ lục Guinness xem là nhớ được bao nhiêu cái số thập phân sau dấu phẩy của số pi, xem là ai nhớ được nhiều nhất và chính xác nhất, vậy thôi. Chứ người ta không có đi nghiên cứu xem là cái số pi đấy nó là bao nhiêu. Vì vậy mà chúng ta thường là không nghiên cứu hằng số, nhưng chúng ta nghiên cứu biến số. Vậy biến số là cái gì? Biến số là một cái đặc tính của đối tượng nghiên cứu và nó sẽ biến đổi, vì nó gọi biến số có nghĩa là nó có sự biến đổi. Nó sẽ biến đổi từ đối tượng này sang đối tượng khác. Ví dụ về giới tính thì người này là nữ, người khác có thể là nam, hay về tuổi, người này là 20 tuổi, bệnh nhân này 20 tuổi, bệnh nhân khác có thể là 21 tuổi. Như vậy nó có sự biến đổi từ người này sang người khác thì chúng ta gọi là biến số, và thống kê sẽ làm việc với các biến số. Và với biến số thì chúng ta có hai loại biến số chính, đó là biến định lượng và biến định tính. Và như tôi cũng đã giải thích với các bạn ở buổi sáng, biến định lượng là những cái biến mà được thể hiện dưới dạng các con số và chúng ta có thể lượng hóa được. Ví dụ như tuổi của đối tượng nghiên cứu, lượng cholesterol của đối tượng nghiên cứu, gluco của đối tượng nghiên cứu, hay là số lượng tiểu cầu bạch cầu, vân vân. Các con số đấy được gọi là biến định lượng. Và bên cạnh đó thì chúng ta có biến định tính, hay nhiều khách sách, nhiều tài liệu thì gọi là biến phân loại. Biến phân loại cũng nói lên một đặc tính của đối tượng nghiên cứu nhưng không thể hiện dưới dạng các con số và không thường là không lượng hóa. Ví dụ như giới tính, chúng ta có chỉ là phân loại ra làm hai nhóm thôi, giới nam và giới nữ. Và nếu là nói về trình độ học vấn thì chúng ta cũng phân loại ra làm các nhóm khác nhau, phân nhóm khác nhau, và chúng ta có thể sắp xếp theo một trật tự, theo thứ bậc, chứ chúng ta cũng không thể lượng hóa được. Chúng ta không biết được là thực sự là cấp 1 cách cấp 2 là bao nhiêu, mà chúng ta chỉ biết là cấp 1 là thấp hơn, là có trình độ học vấn thấp hơn so với cấp 2 thôi. Thì những biến như vậy được gọi là biến định tính. Vậy chúng ta có hai nhóm biến chính, biến định lượng và biến định tính. Một số biến số mà nó thể hiện dưới dạng con số nhưng bản chất của nó không phải là biến định lượng thì các bạn cũng lưu ý, ví dụ như là số điện thoại. Số điện thoại không phải là biến định lượng. Chúng ta không tính là giá trị trung bình của số điện thoại là bao nhiêu, và chúng ta cũng không nói là số điện thoại của tôi là 091 là cao hơn số điện thoại của bạn là 090. Chúng ta không nói như thế. Nó chỉ là cái số gán cho mình thôi, giống như số chứng minh thư. Nó chỉ là một con số gán cho mình thôi, chứ nó không thực sự là có cái con số mang tính chất là lượng hóa. Thì thế với các biến này thì nó cũng là biến định tính, biến phân nhóm, chứ không phải là biến danh mục, chứ không phải là biến định lượng. Thì các bạn lưu ý có một số trường hợp đặc biệt như vậy. Còn lại thì hầu hết tất cả các biến số mà thể hiện dưới dạng các con số thì đều là biến định lượng. Chúng ta sẽ nhìn vào một số các biến số và nhận định nhanh xem nó thuộc cái dạng biến gì. Vì cái nhận định biến số này rất quan trọng trong quá trình các bạn chọn cái phương pháp thu thập số liệu. Nếu chúng ta coi như là có rẽ trái rẽ phải. Nếu chúng ta có biến định lượng thì chúng ta phải phân tích số liệu theo các phương án mà chúng ta phải rẽ vào bên phải. Nhưng nếu chúng ta có biến định tính hay biến phân loại thì chúng ta phải rẽ sang bên trái. Như vậy là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Nên nếu mà không phân biệt được bản chất của biến số, bản chất số liệu đấy là gì, thì có thể là chúng ta sẽ sai sót, chúng ta sẽ sai lầm trong cách chọn các phân tích thống kê cho bộ số liệu của mình. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào trong một số các giá trị. Ở đây thì tôi có biến tuổi, biến giới, chỉ số huyết áp, hàm lượng ure, vân vân. Thì theo các bạn, trong các biến mà tôi liệt kê ở đây thì biến nào là biến phân loại? Giới, đúng không ạ? Đúng rồi, giới là biến phân loại. Mức độ trầm trọng của bệnh là biến phân loại. Gì nữa? Các phương pháp điều trị là biến phân loại, đúng không ạ? Tôi điều trị nội khoa hay tôi điều trị ngoại khoa. Biến gì nữa? Tử vong, tình trạng tử vong hay là sống sót, đó là biến phân loại.
Thì tất cả những cái biến đấy là biến phân loại, còn lại biến tuổi, biến trị số huyết áp, biến hàm lượng ure là biến định lượng. Đấy, chúng ta cần phải phân biệt được các loại biến. Tại sao lại như vậy? Vì đây các bạn sẽ nhìn thấy là trong quá trình mô tả hay trong quá trình làm thống kê suy luận thì chúng ta sẽ có các cách phân tích khác nhau dành cho các biến số mà có bản chất khác nhau. Chúng ta sẽ có phần mô tả biến định lượng, chúng ta sẽ có mô tả biến định tính, chúng ta sẽ có phần thống kê suy luận cho biến định lượng và chúng ta cũng có phần thống kê suy luận cho biến định tính. Nếu muốn mô tả biến định lượng, khi các bạn đo lường độ tập trung thì thường người ta sẽ nói đến giá trị trung bình, giá trị trung vị và giá trị mod. Giá trị trung bình thì rất là dễ tính toán và rất dễ hiểu. Nếu tôi muốn biết được tuổi trung bình của các bạn trong lớp đang ngồi đây thì tôi sẽ lấy tuổi của từng bạn một, tôi cộng vào sau đó chia cho tổng số các bạn trong lớp. Như vậy tôi có được một cái giá trị trung bình. Giá trị trung vị là giá trị vị trí giữa của bộ số liệu. Nó nói là cái vị trí giữa, cái người đứng giữa, cái giá trị ở giữa. Và cái giá trị trung vị này chỉ có thể xác định được khi các bạn sắp xếp đối tượng nghiên cứu của mình theo một trật tự nhất định, có thể là từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn đến nhỏ. Ví dụ tôi muốn biết được vị trí trung vị tuổi của các bạn trong lớp mình là ở đâu, là bao nhiêu, thì lúc đó tôi phải xem bạn nào nhỏ tuổi nhất thì tôi cho đứng đầu, sau đó thì tiếp đến bạn nhỏ tuổi thứ hai, tôi xếp tiếp theo, xếp kế cận, và cứ như vậy tuổi sẽ tăng dần lên. Và sau khi sắp xếp như vậy thì tôi sẽ xác định được cái vị trí giữa của bộ số liệu của mình. Chứ còn nếu không sắp xếp, chúng ta không có được vị trí giữa. Còn với tính toán giá trị trung bình thì không cần sắp xếp gì hết cả. Chúng ta cứ đảm bảo là chúng ta cộng được tất cả các giá trị của các đối tượng trong nghiên cứu của mình và chia cho tổng số các đối tượng nghiên cứu là chúng ta sẽ có giá trị trung bình. Thế còn mod, mod là giá trị gì? Mod ở đây chính là cái giá trị mà có tần số gặp nhiều nhất trong bộ số liệu của mình. Nếu đối tượng các bạn xem tuổi của các đối tượng nghiên cứu hay tuổi của các bạn trong lớp mà thấy là có một độ tuổi nào đó, giả sử là 28 tuổi chẳng hạn, chiếm tần số nhiều nhất, có tần số nhiều nhất trong bộ số liệu, thì 28 tuổi đấy trở về là giá trị mod. Chiếm tần số tức là gặp nhiều nhất, hay nói cách khác là có nhiều người ở cái độ tuổi 28 đấy nhất, thì lúc đó là chúng ta có cái giá trị mod cho cái bộ số liệu của mình. Còn nếu các bạn muốn đo lường độ phân tán thì sao? Để đo lường độ phân tán thì chúng ta có thể là đo cái giá trị khoảng, hoặc chúng ta có thể sử dụng khoảng tứ phân vị, tức là Q1, Q2, Q3. Chúng ta có thể sử dụng độ lệch chuẩn và chúng ta có thể sử dụng phương sai. Cái giá trị khoảng ở đây thì được tính toán bằng cách là chúng ta lấy giá trị lớn nhất trừ đi giá trị nhỏ nhất. Giá trị khoảng tứ phân vị thì chúng ta cần xác định được cái khoảng là 1/4, 2/4 và 3/4 của bộ số liệu để chia bộ số liệu của mình ra làm 4 phần bằng nhau. Giá trị độ lệch chuẩn nó nói lên là cái độ lệch trung bình của các quan sát của mình xoay xung quanh giá trị trung bình của mình là bao nhiêu. Đấy. Thì những cái giá trị tính toán này thì nó sẽ được tính ở trong phần mềm. Khi mà các bạn yêu cầu phần mềm là phần mềm cũng tính toán ra. Việc của chúng ta là chúng ta lựa chọn lại các giá trị phù hợp để đưa vào trong báo cáo của mình. Đấy là mô tả biến định lượng. Và để mô tả biến định lượng thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bộ số liệu nhé. Ở đây thì các bạn có thể là để đúng theo cái slide này, dễ cho các bạn nhìn câu lệnh cũng là dễ cho chúng ta phân tích, thì các bạn có thể đóng cái bộ số liệu về tăng huyết áp vào và chúng ta mở cái bộ số liệu 1, ure máu ra. Chúng ta đóng cái bộ số liệu này lại, clear, và chúng ta mở cái bộ số liệu 1, ure máu. SL1 đây ạ. Các bạn mở giúp tôi bộ số liệu này. Và nếu để đánh lệnh thì đơn giản lắm ạ. Đây các bạn sử dụng câu lệnh sum giống chúng ta vừa dùng lúc nãy, sum biến ure. Hoặc là nếu mà muốn nhìn cái thông tin chi tiết hơn thì chúng ta đánh chữ D vào. Sau đấy chúng ta có tùy chọn D. D viết tắt của từ detail, tức là chi tiết. Và vẽ biểu đồ thì chúng ta có thể dùng biểu đồ histogram, biểu đồ graph box với các câu lệnh như trên. Trước khi chọn lệnh các bạn có thể là đánh máy vào, đánh thử các câu lệnh này vào bộ số liệu để xem cái kết quả cho ra là thế nào. Sau đó chúng ta sẽ chọn lệnh sum ure. Đây chúng ta chọn biến vào. Đừng đánh máy tên biến vì đôi khi nó có thể là sai, mà sai thì máy tính nó không chạy được. Chúng ta có thể sử dụng đánh cái tên biến của mình vào. Và với câu lệnh này thì máy tính sẽ cho mình biết là tổng số có bao nhiêu quan sát trong nghiên cứu này. Trong cái phần phân tích về ure máu này thì chúng ta có 20 quan sát. Và cho chúng ta biết cái giá trị trung bình của cái lượng ure, cho chúng ta biết giá trị độ lệch chuẩn, cho chúng ta biết là người có cái lượng ure thấp nhất và người có cái lượng ure cao nhất. Lúc nãy thì trong cái slide phía trước thì tôi có nói là
chúng ta có thể là có cái muốn quan tâm đến giá trị là giá trị trung vị, hay chúng ta muốn quan tâm đến cái giá trị tứ phân vị nữa, thì những cái giá trị đấy ở đâu? Nhìn vào câu lệnh này thì không có. Cài đặt sẵn của cái câu lệnh summarize, cài đặt sẵn cái lệnh cơ bản của nó thì chỉ có giá trị trung bình, giá trị độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và số quan sát thôi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có giá trị nhiều hơn, có nhiều thông tin hơn? Thì các bạn vẫn sử dụng câu lệnh summarize đấy, nhưng chúng ta đánh thêm chữ D vào. Và chúng ta yêu cầu máy tính là chạy chi tiết hơn, cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn với cái phần là phân tích số liệu với biến Urey máu. Và chúng ta sử dụng đánh cái tùy chọn D, sau đó Enter. Bây giờ các bạn đã thấy là có nhiều thông tin hơn rất nhiều so với lại câu lệnh lúc nãy chúng ta sử dụng. Chúng ta cũng có tổng số quan sát này, chúng ta cũng có giá trị trung bình này, chúng ta cũng có độ lệch chuẩn này. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có phần về phương sai. Và ở đây cái phân vị phần tư của chúng ta đây ạ, phân vị phần tư chính là cái phần là phân vị ở vị trí 25%, phân vị phần tư thứ nhất, phân vị phần tư thứ hai là ở vị trí 50%, và phân vị phần tư thứ ba là ở cái vị trí là 75%. Và máy tính thì chạy ra như vậy, nhưng bây giờ hiểu cái giá trị phân vị này như thế nào thì tôi giải thích cái phân vị phần tư thứ nhất trước. Ở cái vị trí phân vị phần tư thứ nhất 25%, chúng ta có cái giá trị bằng 4,59, tức khoảng 4,6. Vậy hiểu cái này như thế nào, chúng ta sẽ nói là chúng ta có 25% các quan sát là có lượng ure máu là nhỏ hơn 4,6 đơn vị. Và đồng nghĩa với việc nếu 25% nhỏ hơn rồi thì có bao nhiêu phần trăm lớn hơn ạ? Có 75% quan sát lớn hơn, đúng không ạ? Nếu ở cái vị trí là 50% này thì chúng ta sẽ có là 50% các quan sát có lượng ure máu là nhỏ hơn 6,5 đơn vị. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ có 50% quan sát có lượng lớn hơn 6,5. Và cái vị trí 50% này chính là cái vị trí phân vị của bộ số liệu. Ta chia bộ số liệu ra làm hai phần bằng nhau, chính là vị trí phân vị. Và ở cái vị trí 75%, đây chính là cái giá trị Q3, ra phân vị phần tư thứ ba. Và ở cái vị trí 75% này, chúng ta có giá trị bằng 7,79, tức là khoảng 7,8. Điều đó có nghĩa là có 75% quan sát nhỏ hơn 7,8 đơn vị và có 25% quan sát lớn hơn 7,8 đơn vị. Đấy, thì chúng ta hiểu cái giá trị là khoảng phân vị. Nói như vậy, còn ngoài ra các bạn có thể đọc các giá trị phân vị nó chi tiết hơn. Ví dụ nếu các bạn sử dụng cái vị trí phân vị là 10%, thì lúc đó chúng ta sẽ nói là trong bộ số liệu chúng ta sẽ có 10% các quan sát có giá trị ure là nhỏ hơn 3,5 đơn vị và có 90% các quan sát có giá trị ure là lớn hơn 3,5 đơn vị. Đấy, tùy thuộc chúng ta đọc các giá trị ở phân vị bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ có cái ngưỡng tương ứng để chúng ta nói. Thì đấy là cái câu lệnh summarize với cái thông tin nó chi tiết hơn. Cho chúng ta lấy về cái detail, thông tin nó chi tiết hơn so với lại việc là chúng ta chỉ đưa ra câu lệnh summarize thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chọn lệnh nhé. Các bạn vào user, sau đó chọn về xử lý và phân tích số liệu. Ở chúng ta về phần phân tích số liệu cơ bản, và ở đây chúng ta đang mô tả thống kê biến định lượng. Thống kê mô tả biến định lượng. Chúng ta chọn biến ure là biến định lượng mà, nên chúng ta sẽ mô tả, lựa chọn cái câu lệnh là mô tả biến định lượng. Chúng ta sẽ đi lần lượt. Đầu tiên là chúng ta mô tả tóm tắt vào cái câu lệnh là mô tả tóm tắt xem sao. Ở trong câu lệnh tóm tắt này, máy tính yêu cầu chúng ta là đưa ra cái phần về biến số phân tích. Các bạn đang dự định là phân tích về biến nào thì chúng ta chọn biến ure. Và để các giá trị khác mặc định thì các bạn click vào OK. Và bây giờ thì nó cho chúng ta đúng cái câu lệnh summarize mà chúng ta chạy lúc nãy. Tất nhiên là khi mà chọn lệnh thì máy tính nó viết cái lệnh nó đầy đủ. Còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng cái lệnh tắt là lệnh summarize mà chúng ta chọn ban nãy. Đấy, nó tương ứng với lệnh sum. Hai kết quả này hệt như nhau. Chúng ta có thể sử dụng cái tùy chọn là lấy cho chúng ta các bảng các tham số. Sau khi đã mô tả tóm tắt rồi, chúng ta có thể là lấy ra bảng tham số, các bạn click chuột vào đó. Và máy tính cũng hỏi chúng ta là chúng ta mô tả theo biến nào. Mô tả biến nào? Tôi có thể là mô tả theo biến về ure. Và chúng ta cũng click OK. Thì bây giờ là máy tính cho chúng ta cái bảng tab statistic chỉ với cái giá trị là giá trị trung bình thôi. Mô tả duy nhất, nói duy nhất đến cái giá trị trung bình là 6,96. Và cái giá trị này thì hệt như các bảng phía trên thôi. Thậm chí nó còn ít hơn các bảng, ít thông tin hơn bảng phía trên, đúng không ạ? Nên chúng ta chạy cái câu lệnh summarize là tốt rồi.
Nếu các bạn muốn mô tả biến ure máu nhưng mà lại muốn mô tả theo từng phân nhóm, ví dụ ở đây trong bộ số liệu này là có phân nhóm là người thuộc nhóm cao tuổi và không cao tuổi, ví dụ như vậy, để chúng ta xem là trung bình cái lượng ure máu ở trong cái nhóm người cao tuổi là bao nhiêu và trung bình cái lượng ure máu ở trong nhóm người mà không cao tuổi là bao nhiêu, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì các bạn cũng vào lại câu lệnh, tôi chọn lại câu lệnh summarize và tôi vào cái chọn lại cái mô tả tóm tắt. Và đây thì tôi chọn cái phần là lấy cái tùy chọn này, by if in. Lấy cái tùy chọn ở cái thực đơn thứ hai. Và tôi yêu cầu là máy tính là nhắc lại cái câu lệnh này với một biến số. Và tôi sử dụng cái biến số ở đây là phân nhóm cao tuổi. Sau đó chúng ta click OK. Thì bây giờ máy tính đã cho chúng ta thấy là máy tính không tính chung vào nữa, không gộp chung vào khi mà tính ure máu nữa cho cái bộ số liệu này, mà máy tính chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm người cao tuổi bằng không, tức là không phải cao tuổi, và thứ hai là nhóm người cao tuổi. Và máy tính tính riêng cho phần mềm, nó tính riêng cho từng nhóm tuổi một. Ở cái nhóm cao tuổi bằng không thì chúng ta có 8 quan sát và cái lượng ure máu trong nhóm này chỉ bằng 4,6 thôi, 4,6 đơn vị. Nhưng ở trong cái nhóm mà cao tuổi bằng 1 thì chúng ta có 12 quan sát và cái lượng ure máu trong nhóm này lên đến 8,5. Vậy chúng ta nhìn thấy là cái giá trị trung bình theo từng cái phân nhóm. Dù các bạn hay muốn tính theo là nam là bao nhiêu, nữ là bao nhiêu đấy, chúng ta tách ra. Hoặc là bệnh nhân mà chúng ta điều trị bằng phương pháp A, giá trị trung bình là bao nhiêu, điều trị bằng cái thuốc B, phương pháp B, giá trị trung bình là bao nhiêu, thì chúng ta sử dụng câu lệnh này. Và cấu trúc lệnh ở đây thì có thể câu lệnh này nó sẽ hơi khó nhớ so với một số câu lệnh phía trên. Chúng ta thấy là đầu tiên máy tính không nói câu lệnh summarize ure đâu, mà nó nói theo một cái ngôn ngữ là nếu phân chia theo, nếu hiểu theo ngôn ngữ diễn giải văn ra thì nó nói là nhưng mà phân chia theo cái nhóm người cao tuổi không cao tuổi thì cái lượng ure trung bình sẽ là bao nhiêu. Chính vì thế mà lần lượt nó sẽ là by cao tuổi, tức là phân chia ra cao tuổi với không cao tuổi, thì bắt đầu là sắp xếp lại thì cái lượng giá trị trung bình của ure là bao nhiêu. Thì vì cái câu lệnh này nó có thể là khó nhớ, chúng ta không thể nhớ được trật tự các câu lệnh, nên các bạn có thể lấy cái thực đơn, chúng ta chọn cái đường dẫn lệnh và lấy thực đơn ở đây thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Đấy là chạy theo từng phân nhóm một. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ biểu đồ, đúng không ạ? Nếu có giá trị trung bình rồi, ok, có rồi, chúng ta có thể trình bày trong báo cáo rồi, nhưng mà tôi muốn là nhìn thấy một cái biểu đồ nào đó để tôi có thể đưa vào cái bài trình bày cho nó đẹp đẹp. Thì bây giờ chúng ta có thể vẽ biểu đồ. Thì vẽ biểu đồ thì với biến định lượng thì chúng ta có nhiều dạng biểu đồ để vẽ. Chúng ta có thể vẽ biểu đồ cột liên tục, và tên tiếng Anh gọi là biểu đồ histogram. Thì với biểu đồ histogram này thì chúng ta có thể lấy ra một cái đường cong được gọi là đường cong phân bố chuẩn. Thì các bạn chọn biến ure máu. Và chúng ta cứ thử click vào phần submit đã để xem nó vẽ lần đầu. Và nếu các bạn không ưng ý và muốn là nó vẽ thêm thì chúng ta có thể lựa chọn. Đây chính là cái biểu đồ histogram mà máy tính vẽ, và chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn cái việc chỉnh sửa biểu đồ bằng cách là các bạn click vào cái phần Graph Editor đây ạ, để chúng ta chỉnh sửa cái biểu đồ này, có thể chỉnh sửa cho nó đẹp hơn. Và đấy, có rất là nhiều các phần chỉnh sửa chúng ta có thể lựa chọn đấy. Thì bên này ví dụ như là cái title của biểu đồ nó sẽ là cái gì, rồi các bạn gán những giá trị nào, gán cho cái phần là trục tung, trục hoành, vân vân, thì chúng ta cũng gán vào. Đấy. Nếu các bạn muốn thay đổi thì chúng ta click vào đó và chúng ta có thể là đưa vào trong cái text này. Nó đang là ure thì chúng ta có thể thay đổi thành là lượng ure. Và đây thì cho phép chúng ta đánh tiếng Việt ạ. Ví dụ như vậy. Đấy, thì chúng ta thấy là nó đã thay đổi và nó có cái phần gán cái nhãn giá trị với cái tên tiếng Việt ở đây. Và các bạn hoàn toàn có thể copy cái biểu đồ này gán dán sang cái báo cáo của mình. Copy thì rất đơn giản, chúng ta vào cái câu lệnh copy đấy ạ. Ngay ở đấy là có cái câu lệnh copy, chúng ta click vào copy và chuyển sang cái bản Word, quay trở ra bản Word hoặc là PowerPoint thì chúng ta có thể là click vào để paste, dán lệnh vào. Ở đây máy tính cho chúng ta cái biểu đồ. Thì chắc trong báo cáo các bạn nhìn thấy cái biểu đồ, những cái biểu đồ dạng dạng là đầu ra của chương trình Stata này rất là nhiều. Thì một số các phần mềm, một số các biểu đồ mà phải vẽ trực tiếp trên chương trình phần mềm chứ không phải là vẽ ở trong Excel hay là Word. Thì chúng ta nhìn thấy cái định dạng đầu ra với cái câu lệnh là copy và paste thôi, rất đơn giản.
Hay máy tính hỏi mình là sau khi mình thay đổi thì mình có muốn lưu cái biểu đồ này hay không, thì các bạn có thể lưu hay không tùy mình. Ví dụ tôi không lưu thì tôi vẽ sang một cái biểu đồ, chuyển sang vẽ cái khác. À, đấy là biểu đồ đầu tiên, biểu đồ histogram. Và đây các bạn nhìn thấy là câu lệnh cũng rất là đơn giản. Này, histogram và đưa tên vào. À, chúng ta có thể là đánh một cái câu lệnh là, tôi nhớ không nhầm thì lệnh lệnh ngắn, lệnh vắn tắt của nó đây ạ. Chúng ta đánh histogram và đưa URL vào. Có thêm chữ T nữa. Khi nào chúng ta đánh lệnh mà chúng ta thấy là nó hiện lên chữ xanh này, có nghĩa là chúng ta có thể dừng được. Ví dụ lúc nãy tôi đánh đến hết thôi thì các bạn nhìn thấy là nó vẫn đen, nó không nhận ra đấy là lệnh của Stata. Nếu tôi thêm chữ T nữa thì máy tính nó hiện lên xanh, là chúng ta có thể dừng và nó cho chúng ta cái biểu đồ tương tự như là lúc nãy. Ngoài biểu đồ histogram thì chúng ta có thể vẽ một số các dạng biểu đồ khác. Ví dụ ở đây là chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ box. Ví dụ vẽ biểu đồ box, plot, biểu đồ hộp ạ. Và cái thể có thể là định dạng là ngang hoặc là dọc tùy. Thì chúng ta cho cái biến số, lựa chọn cái biến số mà chúng ta muốn vẽ vào. Sau đó thì click OK. Không biết là các bạn đã từng nhìn thấy biểu đồ box plot này chưa? Rồi đúng không? Nhìn thấy trong các nghiên cứu lâm sàng là nhìn thấy rất là nhiều. Nhìn trong bài giảng nha. À, SPSS ở trường Hà Nội à? Hà Nội cũng dạy SPSS à? Thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu đồ box plot. Biểu đồ box plot này thì được vẽ từ, không vẽ từ các giá trị trung bình mà được vẽ từ các vị trí của bộ số liệu. À, cái giá trị ở phía dưới này nó chính là cái giá trị nhỏ nhất của cái lượng array có trong bộ số liệu. Giá trị ở trên này, cái hình chấm ở trên này nó chính là giá trị lớn nhất của cái lượng array trong bộ số liệu. Và các bạn nhìn thấy là có hai cái hình chấm bị gạt ra ngoài, đấy là hai cái giá trị mà máy tính cho là cái giá trị outlier. Nó lớn hơn cái khoảng phân vị 97,5% của bộ số liệu. Và cái cạnh dưới cái hình chữ nhật này, cái cạnh dưới của hình chữ nhật này chính là vị trí Q1, do cái khoảng phân vị 25%. Cái cạnh trên của hình chữ nhật này chính là vị trí Q3, khoảng phân vị 75%. Và cái đường chia hình chữ nhật làm hai phần này, hai phần nhé, chứ không phải đường giữa đâu nhé, nó chỉ chia làm hai phần thôi, còn bằng nhau hay không bằng nhau nó phụ thuộc vào phân bố của biến. Thì cái đường chia hình chữ nhật ra làm hai phần này chính là phân vị Q2, tức là vị trí giữa của bộ số liệu. Thì với biểu đồ box plot này thì nó vẽ dựa trên các giá trị thuộc về vị trí của bộ số liệu. Thì đấy là mô tả một biến định lượng. À, các bạn có thể với biểu đồ histogram thì còn có một cái phần nữa, chúng ta có thể lấy ra đường cong phân bố chuẩn. Thì các bạn có thể là đánh thêm chữ normal để chúng ta lấy cái đường cong phân bố chuẩn. Đấy. Chọn biểu đồ histogram. Và đánh thêm cái tùy chọn là vẽ thêm cái đường cong phân bố chuẩn. Bây giờ máy tính thì thay vì là cái chỉ là biểu đồ thanh lúc nãy thì nó cho mình cái đường cong phân bố chuẩn. À, tất cả mọi người đều học thống kê rồi thì với cái biểu đồ này, thì biểu đồ này là biểu đồ chuẩn hay là biểu đồ lệch? Lệch, nếu mà lệch thì lệch về trái hay lệch về phải? Lệch về đâu? Phải, đúng không ạ? Biểu đồ này là biểu đồ lệch phải. Cái lệch này thì cái đuôi của biểu đồ dài phía bên nào thì biểu đồ lệch về phía bên đấy. Biểu đồ này biểu đồ lệch phải. Nó cũng tương ứng với cái biểu đồ graph, box graph lúc đấy chúng ta có thôi. Đây là biểu đồ lệch phải này. Phải tức là về phía lớn đấy. Và bây giờ nó ở phía trên. Cái đuôi này nó cũng dài hơn và chúng ta cũng có những cái đối tượng mà thuộc về giá trị outlier ở về phía lớn, là có những cái giá trị quá lớn so với phân bố chung của mình. Đây là biểu đồ lệch phải. Đấy là mô tả một biến định lượng ạ. Vậy bây giờ nếu chúng ta muốn mô tả một biến định tính thì chúng ta làm thế nào? Thì với biến định tính thì khi mô tả người ta nói đến giá trị tần số và tỷ lệ phần trăm. Ví dụ nói đến là có bao nhiêu đối tượng là có xét nghiệm dương tính trong tổng số các đối tượng đi xét nghiệm. Thì chúng ta sẽ có là tần số là tổng số đối tượng dương tính và chúng ta có tỷ lệ phần trăm khi mà chúng ta lấy số đối tượng dương tính đó chia cho toàn bộ những đối tượng đi xét nghiệm. Thì chúng ta sẽ có giá trị là tần số và tỷ lệ phần trăm được tính cho biến định tính. Và ở đây để chạy câu lệnh này thì thực sự là rất đơn giản. Cái câu lệnh của nó là tab
viết tắt của từ tabulate, tức là bảng đấy ạ, tabulate. Chúng ta có phần tab, và cái phần này thì chúng ta sẽ đưa cái biến mà sẽ là cái biến phân loại vào, và biến phân loại chúng ta ở đây là biến phân nhóm ra cái lượng ure cao hay là lượng ure không cao. Và nếu vẽ biểu đồ thì chúng ta có thể vẽ biểu đồ hình tròn hay còn gọi là hình bánh, hoặc là chúng ta có thể vẽ biểu đồ hình cột, hình thanh. Thì nếu đánh lệnh thì các bạn đánh lệnh như thế này, còn nếu không thì chúng ta có thể là chọn lệnh. Chúng ta chọn lệnh trước nhé. Lại vào GR, sau đó chọn về phần xử lý phân tích số liệu. Và chúng ta, bây giờ thì chúng ta làm việc với biến định tính chứ không phải là biến định lượng nữa. Nên là các bạn chọn về là biến định tính. Và với biến định tính này thì trong cái cấu trúc mà Thị Minh viết ở đây thì nó có phần là mô tả một biến định tính và mô tả hai biến định tính. Chúng ta sẽ mô tả một biến định tính trước bằng cách là các bạn click vào phần bảng một chiều một biến. Và chúng ta có phần là người ta hỏi mình là biến mà chúng ta định mô tả là biến gì thì chúng ta cũng chọn vào. Và biến ở đây phải là biến phân loại nên chúng ta chọn cái biến là ure cao, phân nhóm là ure cao thấp đấy ạ. Và sau khi chọn rồi thì click OK thôi. Và chúng ta nhìn thấy kết quả của mình là tổng số có 20 đối tượng, xin lỗi, 20 đối tượng, và có 9 đối tượng là có lượng ure là không cao và có 11 đối tượng là có lượng ure cao. Thường cái mã 0 và 1 trong một biến số thì thường 1 là có và 0 là không. Nên là cho dù họ có không gắn nhãn thì mình cũng có thể đoán được. Ở đây chúng ta có cái bảng là tần số. Đây chính là các con số thuộc về tần số. Và đây là các con số thuộc về tỷ lệ. Chúng ta có tần số và tỷ lệ phần trăm. Nếu chúng ta muốn mô tả hai biến thì sao? Thì các bạn nhớ hai biến với nhau. Ví dụ chúng ta muốn mô tả là tuổi cao hay không cao đi cùng với lại ure cao hay không cao thì sao? Thì chúng ta vẫn vào mô tả biến định tính và chúng ta chọn cái phần là bảng hai chiều hai biến. Và chúng ta cũng đưa vào định nghĩa, xác định cho máy tính biết là cái biến mà vào dòng là biến nào và biến vào cột là biến nào. Và các bạn cũng biết rồi là biến vào dòng theo cái bảng dịch tễ của chúng ta nó sẽ là biến độc lập và biến vào cột sẽ là biến phụ thuộc. Vậy thì với dòng chúng ta sẽ chọn biến là cao tuổi, còn với cột chúng ta sẽ chọn biến là ure cao. Nên các bạn đưa cao tuổi vào dòng, row là dòng và column là cột. Và trong cái biến cột này chúng ta đưa vào là ure cao. Trong câu lệnh này thì nó cũng kết hợp cho chúng ta một số các kiểm định thống kê này. Các bạn có thể nhìn thấy ngay dòng đầu tiên thì nó phần nào đó quen thuộc với mọi người, đó là cái test kiểm định khi bình phương Pearson chi square. Thì nếu các bạn muốn lấy kiểm định khi bình phương ra để xem là có hay không có mối liên quan giữa cao tuổi với lại cái tình trạng là ure cao thì các bạn click vào đó. Và bên cạnh đó chúng ta có Fisher-Exact Test thì dùng trong những tình huống mà cái kiểm định khi bình phương của mình là không, cái tiêu chí để sử dụng kiểm định khi bình phương là không được đáp ứng. Đó là trong tình huống mà cái tần số kỳ vọng của mình nó nhỏ hơn 5 thì lúc đó chúng ta chuyển sang sử dụng Fisher-Exact Test. Thì ví dụ ở đây chúng ta lấy ra hai kiểm định là Pearson chi square và Fisher-Exact Test. Sau đó chúng ta click vào OK. Và nhìn kết quả. Bây giờ kết quả chúng ta đã có rồi. Là ở dòng của chúng ta là nhóm người là cao tuổi, không cao tuổi và cột là lượng ure là cao hay là không cao. Và chúng ta cũng có các cột tổng và các dòng tổng. Phía dưới thì chúng ta có cái tỷ lệ là chúng ta có cái kiểm định khi bình phương và giá trị kiểm định khi bình phương bằng 9,7 và p-value bằng 0,002. Nếu để đọc kết quả này thì chúng ta sẽ thấy là 0,002 là nhỏ hơn 0,05. Thì chúng ta sẽ kết luận là có mối liên quan giữa cái tuổi cao với lại tình trạng ure rất cao. Đấy là mô tả hai biến với bảng hai biến phân loại. Bây giờ chúng ta sẽ xem vẽ biểu đồ. Thì với biểu đồ của biến định tính, các bạn có thể vẽ biểu đồ cột hoặc các bạn có thể vẽ biểu đồ hình tròn. Đầu tiên chúng ta thử vẽ biểu đồ cột. Chúng ta chọn biến để chúng ta vẽ. Giả sử như là vẽ theo biến là ure cao
giống như cái biến mà chúng ta đang có và click OK. Đây chúng ta đang vẽ theo cái giá trị trung bình và nó cũng đồng nghĩa với việc là nó quy đổi ra là cái giá trị tỷ lệ phần trăm. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy cái cột thể hiện cái giá trị này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là vẽ biểu đồ hình bánh và vẽ biểu đồ hình bánh thể hiện cái tỷ lệ phần trăm nữa. Thì đây các bạn chọn là grab pie, chọn lệnh cũng được, chúng ta có thể vào chọn lệnh. Và đưa cái tên biến vào, tên biến chúng ta là vẽ theo biểu đồ URE cao. Chúng ta vào trong cái phần slide để chúng ta lựa chọn là cái tỷ lệ phần trăm mà chúng ta vẽ. Ở đây thì chọn Customize Individual Slide Label. Chọn lệnh tương đối phức tạp, không phải chọn lệnh, chúng ta submit. Đấy thì các bạn sẽ thấy là tỷ lệ phần trăm. Vì chúng ta chưa gắn nhãn 01 nên là nó không thể hiện các nhãn mà chúng ta gắn. Còn nếu các bạn gắn nhãn là 0 là URE không cao, 1 là URE cao thì máy tính sẽ thể hiện nhãn. Còn đây thì nó thể hiện số 0, số 1. Và chúng ta có cái tỷ lệ phần trăm là 55% là bị URE cao và còn lại 45% là URE không cao. Đấy là mô tả biến định tính. Chúng ta cũng đã xem cái bảng một chiều, xem bảng hai chiều, vẽ cái biểu đồ cột và vẽ biểu đồ hình bánh. Với thống kê mô tả thì như vậy thôi ạ. Thì các bạn có thể là mô tả biến định lượng, mô tả biến định tính, sử dụng các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn hay sử dụng các giá trị tần số và tỷ lệ tùy thuộc vào từng biến mà chúng ta chọn. Ở đây thì vì chúng ta không có nhiều thời gian nên là có lẽ là các bạn chạy cái lệnh đã có sẵn để chúng ta nhìn kết quả cho nó nhanh. Chứ còn tôi cũng không yêu cầu các bạn là phải ngồi để tìm xem cách chạy lệnh đấy như thế nào. Thì với cái phần bài tập mà yêu cầu là thực hiện thống kê mô tả cái biến URE theo nhóm tuổi và thực hiện thống kê mô tả biến URE theo cái người cao tuổi hay là không cao tuổi, thì các bạn có thể chạy một số câu lệnh như sau. Có thể là chịu khó đánh máy vào trong máy tính của mình. Chúng ta chạy tab start, giờ chúng ta tính ra cái giá trị trung bình của URE và đi theo cái nhóm là cao tuổi, không cao tuổi. Và chúng ta cũng lấy cái lựa chọn là statistic. Tab tùy chọn statistic để chúng ta có lấy ra cái giá trị là cỡ mẫu, giá trị trung bình, giá trị trung vị, SD, min và max. Tôi sẽ gửi lại cái slide này, sau đó thì các bạn về nhà có thể là copy cái câu lệnh mà tôi đã có sẵn ở trong slide và đưa vào trong chương trình thôi ạ. Chúng ta copy này, sau đó chúng ta chuyển vào Stata, chúng ta paste. Đấy. Và chúng ta chạy thử cái câu lệnh này. Máy tính đã mô tả cái giá trị trung bình, rồi giá trị phân vị median, giá trị trung vị,
giá trị độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và cỡ mẫu theo hai phân nhóm của ure, theo hai phân nhóm là người không cao tuổi và người cao tuổi, cũng như là theo tổng số. Nếu bạn nào muốn thử, các bạn có thể đánh những câu lệnh như là trên bảng tôi có start, start, ure và buy cao tuổi, tức là chúng ta chia ra theo hai nhóm là cao tuổi, không cao tuổi. Trong cái phần start ở đây có nghĩa là statistics, chúng ta yêu cầu máy tính báo cáo cái gì thì chúng ta yêu cầu máy tính báo là cỡ mẫu, n là cỡ mẫu, mean là giá trị trung bình, median là giá trị trung vị, SD là độ lệch chuẩn, mean là giá trị nhỏ nhất, max là giá trị lớn nhất. Và đây thì chúng ta round up nó lên, chúng ta lấy là cái giá trị thập phân phía sau dấu phẩy, là chúng ta lấy hai giá trị thập phân sau dấu phẩy. Đấy là với thống kê mô tả. Và với thống kê mô tả đấy thì các bạn mới mô tả, chỉ mô tả được mẫu nghiên cứu thôi. Tức là chúng ta mới nói được là mẫu nghiên cứu của tôi như thế nào thôi. Còn chúng ta chưa nói được là quần thể nghiên cứu của tôi như thế nào. Mà để nói được quần thể nghiên cứu thì chúng ta cần phải có cái phần thống kê suy luận. Tức là chúng ta sẽ lấy kết quả từ mẫu nghiên cứu để chúng ta suy luận cho một quần thể nghiên cứu. Và với thống kê suy luận này thì chúng ta có hai giá trị. Trước hết là chúng ta hoàn toàn có thể tính ra cái giá trị một cái ước lượng khoảng nào đó. Và thứ hai là chúng ta tiến hành kiểm định giả thuyết. Nếu chúng ta tính toán ra giá trị ước lượng khoảng có nghĩa là chúng ta đang lấy cái giá trị ước tính từ mẫu để chúng ta khái quát cho một quần thể nghiên cứu. Vì tôi không nghiên cứu cả toàn bộ quần thể nên tôi không thể biết giá trị chính xác của quần thể là bao nhiêu. Nhưng tôi có thể nói được với một độ tin cậy nhất định thì giá trị quần thể của tôi sẽ nằm trong cái khoảng từ một số A đến một số B nào đó. Và việc của tôi là tôi sẽ ước tính ra cái số A với lại số B. Còn nếu tôi muốn làm kiểm định giả thuyết thì thông thường là tôi sẽ có một cái giả thuyết đưa ra ngay từ ban đầu. Giả thuyết đấy thì có thể là giúp tôi là xem có hay không có mối quan hệ giữa mối liên quan giữa hai biến. Hoặc giả thuyết đó cũng có thể là cái giả thuyết về cái sự khác biệt. Liệu là cái giá trị trung bình lượng ure trong nhóm nam với lượng trung bình ure trong nhóm nữ có khác nhau hay không. Thì đấy là cái phần về thống kê suy luận, thì nó bao gồm có hai cấu phần như vậy. Trước hết là đi suy luận cho quần thể, và thứ hai là có cái giá trị về so sánh giữa các nhóm với nhau và so sánh giữa cái kết quả của mình với kết quả của tác giả khác, thì mình cũng có thể làm cái thống kê suy luận này. Bạn có cần nghỉ giải lao một chút không? Thì chúng ta nghỉ giải lao một chút nhé, sau đó chúng ta chuyển sang cái phần thống kê suy luận.
Các bạn vào lớp, chúng ta tiếp tục nhé. Trước hết thì tôi hướng dẫn làm lại cái câu lệnh chọn lệnh trong cái câu lệnh về mà về về chuyển số liệu lúc nãy mà lúc nãy tôi chưa làm được. Thì để chuyển, bây giờ tôi đang có một bộ số liệu đây, tôi mở lại bộ số liệu. Bộ số liệu này đang là cái định dạng của bộ số liệu là dạng ngang, hàng ngang với biến là chỉ số huyết áp 1, huyết áp 2. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là định dạng dọc với cái cách là chọn lệnh. Cách đánh lệnh thì các bạn nhìn thấy rồi, lúc nãy chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách chọn lệnh chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì các bạn vào User, sau đó vào xử lý và phân tích số liệu. Và chúng ta chọn cái phần làm xử lý số liệu và chọn phần chuyển dạng số liệu. Trong phần chuyển dạng số liệu này thì nó có nhiều tùy chọn. Và đây chúng ta chọn cái Long Format Form From White. Tức là chúng ta chuyển dạng dọc từ định dạng ngang. Và chúng ta cho cái biến ID vào. Biến đấy chính là biến Patient. Nó chính là cái biến cụm ạ. Và thông thường là mã bệnh nhân. Thì chúng ta cho biến mã bệnh nhân vào. Và ở trong cái phần variable này thì chúng ta đặt thêm một cái biến mới. Giả sử biến này là biến time. Hoặc là các bạn không thích thì các bạn chúng ta có thể là lần đo lường. Ví dụ chúng ta để là lần đo. Nó một cái biến mới của mình đưa vào. Và trong cái phần là base stuff name, tức là chúng ta dựa trên cái tên của các biến nào. Thì ở đây là cái biến huyết áp 1 và huyết áp 2 nó có cái phần chung là biến huyết áp. Và chúng ta cũng muốn chuyển sang là cái định dạng của cái biến mới ở trong cái form dọc ấy, nó sẽ là biến huyết áp. Chính vì thế chúng ta để là HA. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn có thể là thay đổi lại. Sau đó chúng ta click vào submit, tôi submit để xem nó có phù hợp không. Vâng đấy, và chúng ta đã chuyển dạng được. Thì nhìn lại thì nó cũng giống hệt như câu lệnh lúc nãy chúng ta đánh, tức là reshape long HA tức là huyết áp, và cái chúng ta có Y là patient và có G là lần đo, hoặc là G lúc nãy là time đúng không ạ, tùy thuộc vào cái câu mà chúng ta để. Và nhìn vào cái số liệu trong cái việc là chuyển dạng thì bây giờ chúng ta đã thấy là số liệu của mình lúc nãy chỉ có 4 quan sát, bây giờ đã được chuyển thành 8 quan sát, và mỗi một quan sát là có 2 lần đo lường, vì thế mỗi quan sát bây giờ là ở trên 2 dòng khác nhau. Mỗi lần đo lường thì sẽ chuyển về thành một dòng, nên chúng ta có 2 dòng khác nhau. Với tất cả các bộ số liệu mà có từ 3 lần đo lường trở lên, nếu các bạn có 2 lần thì không cần chuyển. Chúng ta sẽ có cái kiểm định là đánh giá trước sau, đánh giá kép cặp để chúng ta làm. Thế còn với tất cả các bộ số liệu mà có từ 3 lần đo lường trở lên thì chúng ta cần phải chuyển dạng số liệu dọc để chúng ta tiến hành phân tích. Thì lúc này cũng có một bạn hỏi là tại sao lại phải chuyển dọc như vậy? Vì ở đây là bộ số liệu của mình khi mà để ngang và mình phân tích thì mình đã số liệu của mình vi phạm một cái giả định trong tất cả các kiểm định thống kê cổng kiểm định tham số mà mình đã đề cập đến, đó là vi phạm cái giả định về tính độc lập. Số liệu của mình lúc đấy là không có tính độc lập nữa, mà đo lường của mình là đo lường lặp lại trên cùng một đối tượng 3-4 lần. Và rõ ràng là số liệu của một lần lần đo lường này của đối tượng, lần đo lường sau của chính đối tượng đấy nó sẽ liên quan đến lần đo lường trước của chính đối tượng đấy. Tôi lấy ví dụ ở lần đo lường đầu tiên là huyết áp của tôi là 200. Thì cho dù là tôi có dùng thuốc tốt đến đâu đi chăng nữa thì huyết áp của tôi cũng không thể xuống như là một bệnh nhân mà lần đo lường đầu người ta chỉ là huyết áp 140. Đấy. Thì nó phải liên quan cái kết quả điều trị đấy, cái huyết áp lần đo lường thứ hai đấy nó phải liên quan đến cái lần trước là cái ngưỡng của tôi là bao nhiêu. Thì cái lần thứ hai tôi có xuống thì cũng chỉ xuống một cái ngưỡng vừa phải, chứ không thể là thấp hẳn xuống như là cái người mà xuất phát điểm ban đầu người ta đã rất là thấp rồi. Nên ở đây chúng ta không có được một cái đặc tính, đó là tính độc lập của các lần đo lường. Chính vì vậy mà chúng ta không thể áp dụng được các kiểm định tham số mà cần cái giả định về tính độc lập trong cái quá trình mà chúng ta làm kiểm định. Đấy là lý do tại sao mà mình phải xoay cái số liệu thành số liệu dọc. Và sau khi xoay rồi thì có nhiều các phương pháp kiểm định để chúng ta có thể làm. Hôm tới thì cô Ánh cũng sẽ có thời gian để có thể giới thiệu đến các bạn. Đó là các mô hình mang tính chất là mô hình phân tích cho đo lường lặp lại. Thể hiện ở các mô hình là GE, tức là cái đo lường là tổng ước lượng, tổng quát. Hoặc là mô hình Mixed Method thì chúng ta có cái mô hình là hỗn hợp. Thì với các mô hình đấy chúng ta sẽ, với các cách tiếp cận đấy chúng ta có thể có các mô hình đa biến là hồi quy logistic hoặc hồi quy tuyến tính để chúng ta xử lý với lại cái đo lường lặp lại. Và cái khái niệm này thì được gọi là các mô hình dành cho đo lường repeated measurement, tức là các đo lường lặp lại, là cái phần phân tích các bạn cần nhớ để định hướng đến trong nghiên cứu của mình. Một nghiên cứu mà có từ 3 lần đo lường trở lên thì lưu ý là chúng ta cần phải có cái phân tích nó đặc biệt, chứ không phải là phân tích như là những phân tích thông thường mà chúng ta đã học từ trước đến giờ. Và để phân tích được thì chúng ta cần chuyển dạng số liệu như là chúng ta vừa làm. Khi mà đã chuyển dọc rồi và đã chuyển số liệu một lần rồi và muốn chuyển lại ngang thì chúng ta chỉ cần chọn cái câu lệnh là reshape, hoặc nếu chọn lệnh
chọn lệnh thì các bạn chỉ cần là vào cái phần xử lý số liệu, chọn cái câu lệnh chọn lại chuyển dạng số liệu. Và đây chúng ta nói là back to white format, tức là chúng ta sẽ back lại, chúng ta chuyển lại cái dạng là định dạng ngang từ cái định dạng dọc mà chúng ta vừa chuyển. Và click OK. Thì bây giờ số liệu của mình đã chuyển về định dạng ngang. Đấy là lúc nãy tôi chưa làm được, thì bây giờ giới thiệu lại cái phần là chọn lệnh để chúng ta có thể chuyển dạng số liệu từ ngang sang dọc. Vậy nhìn lại cái cấu trúc của cái lệnh nếu mà chúng ta phải chọn này, thì chúng ta sẽ thấy là cái ô đầu tiên của mình là mình để cái ID của bệnh nhân. Cái ô thứ hai này chúng ta sẽ là tên của cái biến mới, tên của cái biến mà chỉ thường là bản chất của biến này là cái thời gian, cái thời điểm mà chúng ta đo lường. Và ở dưới này sẽ là cái phần tên của một cái biến đầu ra mà chúng ta đang muốn chuyển dạng, và thường nó sẽ là cái phần chung của các biến số mà chúng ta đo lường nhiều lần. Ví dụ HA1, HA2, HA3 thì cái phần HA đấy sẽ là phần chung và thông thường nó sẽ biến chuyển về cái tên của cái biến mới mà chúng ta có, tên của biến số mà chúng ta có, tức là chúng ta giữ lại cái phần thân chung. Thế còn cái phần 1, 2, 3 đấy nó sẽ trở về là cái lần đo lường thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thì đấy là cái cách để chúng ta cũng biết cấu trúc lại cái tên biến trong quá trình mà chúng ta làm việc với lại các biến có đo lường lặp lại, để khi chúng ta chuyển dạng thì máy tính nó cũng dễ nhận hơn và chúng ta chuyển và không bị lỗi trong quá trình chuyển dạng. Đấy là trình bày lại một chút cái phần mà chuyển dạng số liệu. Không biết là bạn ấy còn ngồi đây không, để có thể là rõ thêm về cái phần chuyển dạng này. Vậy là chúng ta đã xong cái phần mà mô tả số liệu. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần về thống kê suy luận. Thì đầu tiên của thống kê suy luận sẽ chính là cái phần ước lượng khoảng. Thì giống như là lúc nãy tôi có giải thích với lớp, cái ước lượng khoảng ở đây là chúng ta có được một cái giá trị trung bình. Giả sử ở đây giá trị đo lường của mình ở đây là giá trị trung bình của lượng đường huyết chung của đối tượng trong mẫu nghiên cứu của mình, và chúng ta có giá trị trung bình bằng 6,9. Và tính ra cái khoảng tin cậy 95%, chúng ta có cái giá trị chạy từ 5,4 cho đến 8,7 đơn vị. Và chúng ta hiểu gì về khoảng tin cậy này? Thì cái giá trị 6,9 này là giá trị được tính từ mẫu nghiên cứu của mình. Nếu các bạn có 100 bệnh nhân thì cái giá trị trung bình này được tính từ 100 bệnh nhân đó. Thế bây giờ chúng ta muốn nói về tất cả quần thể bệnh nhân có trong bệnh viện mình là thì như thế nào? Thì đấy chính là cái giá trị ước lượng mà mình tính ra khoảng tin cậy 95%. Khi tính ra cái khoảng từ 5,4 cho đến 8,7 thì chúng ta hiểu khoảng tin cậy này có thể bằng hai cách. Tùy thuộc là hiểu theo cách nào dễ hơn thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn, thì các bạn sẽ nhớ nhòn cả hai cách là như nhau. Người ta có thể nói là 95%, tôi tin rằng cái giá trị trung bình lượng gluco của quần thể bệnh nhân sẽ nằm trong khoảng từ 5,4 cho đến 8,7. Như vậy là cái giá trị 6,9 là giá trị của mẫu thôi. Còn giá trị khoảng là từ 5,4 đến 8,7 là cái khoảng giá trị mà có thể chứa giá trị của quần thể. Tại sao tôi nói là có thể? Vì là còn đến khoảng 5% là cái giá trị quần thể nó không rơi vào khoảng đấy. Tức là cái sai số của chúng ta ở đây chấp nhận là khoảng 5%. Còn cái độ tin cậy của mình là 95%. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể là tính toán được cái giá trị khoảng cho giá trị tỷ lệ. Ở đây chúng ta có một cái tỷ lệ là 55%, cái tỷ lệ tăng huyết áp trong những người trên 50 tuổi là 55%. Và chúng ta tính ra được cái khoảng tin cậy là từ 42% cho đến 67%. Thì chúng ta hiểu như thế nào? Thì cái tỷ lệ 55% này chính là tỷ lệ tăng huyết áp trong mẫu nghiên cứu mà chúng ta có. Ví dụ các bạn đang đo ở trên mẫu là 200 bệnh nhân thì cái tỷ lệ 55% này được tính từ 200 bệnh nhân đấy. Nhưng bây giờ hỏi lại là vậy thì quần thể người trên 50 tuổi ở cái địa bàn mình đang triển khai nghiên cứu là cái tỷ lệ tăng huyết áp là bao nhiêu? Thì sau khi tính ra được cái giá trị về khoảng tin cậy 95% này thì chúng ta sẽ nói là 95%, tôi tin rằng cái tỷ lệ tăng huyết áp ở quần thể người cao tuổi, ở quần thể người trên 50 tuổi là nằm trong khoảng từ 42% cho đến 67%. Và hiện tại bây giờ thì hầu hết tất cả các bài báo quốc tế là người ta không chỉ là muốn nhìn vào cái tỷ lệ này đâu, mà bao giờ người ta cũng bắt mình, yêu cầu mình là báo cáo cái giá trị về khoảng tin cậy. Thì nhìn vào khoảng tin cậy đó, phần nào đó người ta cũng ước tính được cái sai số mà chúng ta gặp phải trong cái nghiên cứu của mình. Tại sao lại như thế? Vì khoảng tin cậy được tính toán dựa trên cái công thức là khoảng tin cậy sẽ bằng cái giá trị ước lượng điểm, ví dụ ở đây là cái giá trị trung bình, và cộng trừ với lại cái giá trị của cái phân bố Z mà mình sử dụng cho cái giá trị alpha bằng 0,05. Thì với giá trị alpha bằng 0,05, nếu chúng ta tra bảng phân bố chuẩn Z, chúng ta sẽ có cái giá trị tham chiếu tra bảng là 1,96. Chắc là tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc với con số này khi mà chúng ta học thống kê. Thì chúng ta sẽ lấy 1,96 nhân với sai số chuẩn. Vì thế nếu khoảng tin cậy của chúng ta mà rộng, có nghĩa là sai số chuẩn của mình là lớn, đúng không ạ? Thì giá trị trung bình là cố định,
quay trở lại khoản tin cậy đây, giá trị trung bình là cố định. Chúng ta chỉ trong một mẫu chúng ta chỉ tính được một giá trị trung bình thôi. Nên giá trị trung bình là cố định. Và cái khoảng này nó sẽ dựa vào sai số chuẩn của chúng ta là bao nhiêu. À, vì chúng ta đang chọn một cái giá trị alpha là bằng 0,05. Và có hai cách tiên giải như tôi cũng vừa đề cập, là nếu chúng ta nói là về cái mức độ tin tưởng thì chúng ta sẽ nói là 95% chúng ta tin rằng cái giá trị quần thể nó nằm trong khoảng đấy. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể hiểu theo cách là nếu chúng ta lặp lại cái nghiên cứu này 100 lần thì sẽ có 95 lần cái giá trị của nghiên cứu đó, của các mẫu nghiên cứu đó nó nằm trong khoảng mà chúng ta vừa tính toán. Còn 5 lần là nó sẽ rơi ra ngoài khoảng. Như vậy là nó cũng vẫn tương ứng với là cái độ tin cậy, cái độ chính xác là 95%. Thì là đấy là cái giá trị về ước lượng khoảng và hiểu về giá trị ước lượng khoảng. À, để tính cái khoảng tin cậy của một giá trị, ví dụ ở đây lúc nãy chúng ta chỉ tính ra được cái giá trị trung bình của ure thôi. Bây giờ để tính ra cái khoảng tin cậy của ure, giá trị ure đó để ước tính cho quần thể thì chúng ta tính như thế nào? Thì các bạn có thể làm, để tôi mở lại bộ số liệu về ure. À, các bạn có thể tính dựa trên cái câu lệnh như sau. À, chúng ta vào users, chúng ta vào xử lý và phân tích số liệu và chúng ta chọn cái phần là thống kê suy luận khoảng tin cậy. Và trong phần thống kê suy luận khoảng tin cậy này, tùy thuộc vào biến, chúng ta có thể tính khoảng tin cậy cho giá trị trung bình, chúng ta có thể tính khoảng tin cậy cho giá trị tỷ lệ, chúng ta có thể tính khoảng tin cậy cho phương sai và khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn, tùy. Thì với biến ure chúng ta sẽ tính khoảng tin cậy cho giá trị trung bình, vì khi mô tả cái giá trị biến ure đó thì chúng ta nói về giá trị trung bình ure nó là bao nhiêu. Chính vì thế chúng ta sẽ tính khoảng tin cậy cho giá trị trung bình. Và chúng ta chọn biến mà. Đây là biến của chúng ta là biến trị lượng ure. Và chúng ta tính cái khoảng tin cậy. Ở đây thì khoảng tin cậy để mặc định là 95%. Thì các bạn cứ để mặc định. Và chúng ta submit, chúng ta tính toán. Hoặc là click vào OK. Đây máy tính đã tính cho mình. Bên cạnh cái việc là đưa ra là giá trị trung bình là bao nhiêu, độ lệch chuẩn là bao nhiêu, thì máy tính tính cho mình được một khoảng tin cậy, nó chạy từ 5,4 cho đến 8,5. Đấy. Thì hiểu như thế nào về khoảng tin cậy này? Thì với giá trị 6,96, nghĩa là khoảng 7 đấy. Cái giá trị này đầu tiên này, giá trị 6,96 là giá trị khoảng 7. Thì chúng ta sẽ nói là cái lượng ure trung bình ở 20 đối tượng nghiên cứu của mình là bằng khoảng 7 đơn vị, 6,96 đơn vị. Thế còn với cái giá trị 5,4 cho đến 8,5 thì chúng ta nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói là 95% chúng ta tin rằng cái lượng ure trung bình của quần thể nghiên cứu. Ở đây quần thể chúng ta có thể là nhóm bệnh nhân mắc bệnh này bệnh kia, tùy thuộc cái quần thể mà các bạn rút ra lấy ra 20 bệnh nhân này là ai thì chúng ta nói cái đặc tính của quần thể vào. Thì chúng ta sẽ nói là 95% chúng ta tin rằng cái lượng ure trung bình của quần thể nghiên cứu nó sẽ nằm trong khoảng từ 5,4 đơn vị cho đến 8,5 đơn vị. Thì đấy là cái khoảng tin cậy mà chúng ta tính toán và hiểu và phiên giải cái khoảng tin cậy. Hầu hết là trong luận văn của các anh chị, của các bạn cũng đều phải đưa ra cái khoảng tin cậy. Không là khoảng tin cậy trung bình thì cũng sẽ là khoảng tin cậy giá trị tỷ lệ, tùy thuộc vào cái biến đầu ra của mình tính là biến gì. Đấy là khoảng tin cậy giá trị trung bình. Bây giờ chúng ta thử tính khoảng tin cậy của tuổi nhé, của tuổi trung bình của các bệnh nhân ở trong nghiên cứu này. Thì cũng tương tự thôi, chúng ta vào users và xử lý phân tích số liệu. Thống kê suy luận khoảng tin cậy và chúng ta chọn cái khoảng tin cậy cho một cái biến là biến tuổi, không dùng ure nữa mà chạy về biến tuổi. Chọn biến tuổi vào và tính. Ở đây chúng ta có một cái biến tuổi đấy. Giá trị trung bình tuổi của 20 người là 65,8, nhưng khoảng tin cậy tuổi chạy từ 58,2 cho đến 73,4. Và chúng ta sẽ nói rằng 95% chúng ta tin rằng cái tuổi trung bình của quần thể nghiên cứu nó sẽ nằm từ 5,8 tuổi cho đến 7,4 tuổi. Đấy là cái cách phiên giải khoảng tin cậy. Và nếu các bạn đọc các bài báo quốc tế cũng như bài báo Việt Nam thì hầu hết các bài báo người ta sẽ nói về khoảng tin cậy này, sẽ đề cập trình bày khoảng tin cậy. Nên là mình cũng biết cái cách tính để mình có thể đưa ra trong nghiên cứu của mình. Thế còn với khoảng tin cậy cho giá trị tỷ lệ thì sao? Giả sử bây giờ tôi có từ cái biến chỉ số ure thì tôi đã phân loại ra được thành nhóm có ure cao, ure thấp. Vậy bây giờ tôi muốn ước tính cái khoảng tin cậy cho cái tỷ lệ là ure cao thì tôi làm thế nào? Thì cũng vẫn vào trong cái phần chọn lệnh đó. Các bạn sẽ thay vì tính toán khoảng tin cậy cho giá trị trung bình thì bây giờ chúng ta chuyển xuống là tính khoảng tin cậy cho giá trị tỷ lệ. Chúng ta thay biến vào. Biến số chúng ta đây sẽ là biến về ure cao. Và chúng ta cũng click OK.
thì chúng ta có giá trị khoảng tin cậy cho tỷ lệ. Tỷ lệ đối tượng có lượng ure cao trong nghiên cứu này là khoảng 55%, nó bằng 0.55. Đây là cái giá trị viết ở dưới dạng là số thấp phân, là giá trị của xác suất. Thế còn nếu quy đổi ra tỷ lệ thì chúng ta sẽ nhân với 100% thì chúng ta sẽ có 55%. Vậy thì cái tỷ lệ ure cao, ure viết cao trong 20 đối tượng nghiên cứu là 55%. Còn cái câu hỏi là cái tỷ lệ ure viết cao trong quần thể nghiên cứu là bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhìn sang khoảng tin cậy. Khoảng tin cậy của mình là chạy từ 31.5% cho đến 76.9%. Nên chúng ta phải quy đổi ra tỷ lệ phần trăm hết nhé. Khi mà chúng ta phiên giải về tỷ lệ thì chúng ta sẽ nói là 95% chúng tôi tin rằng cái tỷ lệ đối tượng, ví dụ ở đây là bệnh nhân này, bệnh nhân kia chẳng hạn, thì chúng ta nói rõ ra cái tỷ lệ bệnh nhân mà có lượng ure huyết cao sẽ nằm trong cái khoảng từ 31.5% cho đến 76.9%. Thì đấy là cái cách phiên giải và cái kết quả mà chúng ta thường xuyên nhìn thấy ở trong các bài báo. Đấy là tính khoảng tin cậy ạ. Cũng nằm trong cái phần về thống kê suy luận này, ngoài cái việc là tính khoảng tin cậy thì chúng ta có thể là kiểm định giả thuyết. Cái việc kiểm định giả thuyết ở đây thì con nói chuyện với một hai bạn thì hầu hết là các bạn đều học thống kê rồi, nên là tự nhắc lại rất là nhanh thôi những phần này, chứ còn về lý thuyết thống kê cơ bản thì xin phép là không nhắc lại với các bạn vì chúng ta cũng không có thời gian. Thì kiểm định giả thuyết ở đây chính là chúng ta sử dụng một cái trắc nghiệm thống kê, một cái kiểm định thống kê nào đó để khẳng định một cái giả thuyết mà chúng ta đưa ra ban đầu. Ví dụ các bạn đưa ra giả thuyết là nếu tôi cho bệnh nhân sử dụng thuốc A thì cái kết quả điều trị của tôi là tốt hơn, cải thiện hơn so với bệnh nhân sử dụng cái phương pháp bình thường. Hoặc là nếu tôi cho bệnh nhân sử dụng thuốc A thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là sẽ thấp hơn so với lại sử dụng cái thuốc bình thường, thuốc trước kia, thuốc truyền thống. Ví dụ như vậy. Thì để trả lời được câu hỏi như thế thì chúng ta cần phải có số liệu và sau đó thì chúng ta cần phải đi thực hiện những cái kiểm định thống kê hay còn gọi là trắc nghiệm thống kê. Với kiểm định thống kê thì chúng ta có một số các bước mà từ trước đến giờ thì người ta vẫn hay đề cập đến chung trong các sách thống kê. Trước hết là chúng ta hình thành lên một cái giả thuyết, một cặp giả thuyết H0 và đối thuyết HA. Và giả thuyết H0 ở đây thì luôn luôn nói đến sự ngang bằng. Ví dụ tôi nói là kết quả điều trị bằng cái phương pháp A là không khác gì kết quả điều trị bằng phương pháp B, hay nói cách khác là phương pháp A là không tốt hơn hay là cũng tương tự như phương pháp B chẳng hạn. Còn đối thuyết HA của mình chính là cái phần đối lập lại và thông thường chính là cái thứ mà nhà mong có được. Ví dụ chúng ta mong muốn thuốc A tốt hơn thì đối thuyết HA của chúng ta thường sẽ là cái kết quả điều trị nếu cho bệnh nhân nếu sử dụng thuốc A thì tốt hơn so với lại kết quả điều trị khi mà bệnh nhân sử dụng cái thuốc thường quy hay là cái thuốc cũ trước đây. Thì đối thuyết, đã gọi là đối thuyết thì nó sẽ là phần đối lại cái giả thuyết H0 mà chúng ta có ban đầu. Và cái bước thứ hai là chúng ta sẽ xác định cái ý nghĩa thống kê. Và thông thường thì người ta sẽ chọn là alpha bằng 0.05. Cái này thì chắc các bạn học thống kê xong rồi các bạn đều thấy đúng không ạ? Với con số rất quen thuộc với mình, đó là alpha 0.05 hay P nhỏ hơn 0.05, P lớn hơn 0.05, một con số rất quen thuộc. Và bước thứ ba là chúng ta xác định các kiểm định thống kê. Với mỗi một loại biến khác nhau, số lượng nhóm đo lường khác nhau thì có các kiểm định thống kê khác nhau. Vì thế ở đây thì chúng ta phải xác định xem là cái kiểm định thống kê nào là kiểm định thống kê phù hợp chúng ta đưa vào trong cái nghiên cứu của mình. Và sau khi đã xác định được rồi thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm. Có thể dùng Stata, có thể dùng SPSS, không vấn đề gì cả. Các bạn này nếu đã được học về SPSS và thông thuộc về SPSS rồi thì các bạn sẽ sử dụng SPSS. Thực ra là với trường y tế công cộng chúng tôi thì khi giảng với sinh viên ở trường thì cũng sử dụng chương trình phần mềm SPSS. Vì với các máy tính ở trường và với phần mềm ở trường thì chương trình đấy là chương trình có bản quyền. Thế còn với Stata thì là chương trình chưa có bản quyền nên chúng tôi cũng không giảng dạy bằng Stata với học viên sinh viên của trường. Và đến mục thứ 5 thì chúng ta sau khi đã thực hiện kiểm định thống kê rồi thì chúng ta sẽ phiên giải cái kết quả mà chúng ta có và chúng ta đưa ra cái kết luận cho cái kết quả này. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ để chúng ta nhìn xem từng bước người ta làm như thế nào, cách đặt giả thuyết như thế nào cũng như là những cái cách phiên giải kết quả như thế nào. Thì với giả thuyết thông thường cái giả thuyết H0 của chúng ta sẽ nói về cái sự không có sự khác biệt. Thế còn đối thuyết HA của chúng ta là có cái sự khác biệt giữa những cái nhóm mà chúng ta đang đi so sánh hoặc là giữa những cái đặc điểm mà chúng ta đang đi mong muốn so sánh. Và đây chúng ta sẽ xem một cái ví dụ về việc là tác dụng của tiêm nitrat tĩnh mạch xem có tác dụng làm giảm cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim hay không.
Và giả thuyết HA của chúng ta đang nói là cái sự ngang bằng, hay nói cách khác là không có sự khác biệt. Vậy giả thuyết HA của chúng ta ở đây sẽ là gì ạ? Nếu câu hỏi nghiên cứu là như trên bảng thì giả thuyết HA của chúng ta sẽ là gì? HA cơ mà. HA của chúng ta sẽ là gì ạ? Tiêm nitrat tĩnh mạch thì sao ạ? Có tác dụng giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Hay hiểu một cách nôm na là gì ạ? Dùng nitrat tĩnh mạch là có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Thế còn giả thuyết H0 là gì ạ? Đối thuyết HA thì là như vậy, giả thuyết H0 là gì? Là không có sự khác biệt. Vậy nó sẽ là gì ạ? Tiêm nitrat tĩnh mạch thì sao ạ? Cũng không làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Đấy, thì chúng ta sẽ hiểu cái cặp giả thuyết H0 và đối thuyết HA. Và nhắc lại là giả thuyết H0 thì luôn nói đến cái sự ngang bằng hay không có sự khác biệt. Còn nếu các anh chị, các bạn đang xem xét đến mối liên quan của các biến thì giả thuyết H0 sẽ là không có mối liên quan giữa hai biến đó. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thay vì cái việc nói là tác dụng giảm tỷ lệ tử vong thì chúng ta sẽ đưa giả thuyết H0 là không có mối liên quan giữa việc tiêm nitrat tĩnh mạch và cái tình trạng tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Đấy là giả thuyết H0. Và đối thuyết HA sẽ là có mối liên quan giữa tình trạng tử vong do nhồi máu cơ tim với tiêm nitrat tĩnh mạch, hoặc là nói ngược lại là có mối liên quan giữa tiêm nitrat tĩnh mạch và tình trạng tử vong do nhồi máu cơ tim, tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Như vậy là luôn nhớ giúp tôi là giả thuyết H0 là không có sự khác biệt, hay người ta còn gọi là non hypothesis. Non có nghĩa là không có sự khác biệt. Còn đối thuyết HA là cái phần đối, phần bù. Đối thuyết HA viết tắt của từ alternative là cái phần đối, phần bù của cái giả thuyết H0 là có cái sự khác biệt. Thì là khi đặt giả thuyết thì lưu ý một chút. Bước thứ hai là chọn cái mức ý nghĩa thống kê. Thì đây chính là cái ngưỡng để mình có thể loại bỏ cái sai lầm loại 1 của mình. Và cái sai số này, người ta gọi là cái sai lầm này, người ta gọi là sai lầm loại 1 và được ký hiệu là alpha. Và cái ngưỡng sai lầm loại 1 được thông thường được chấp nhận sẽ là 0,05. Vì thế các bạn thấy rất nhiều các tài liệu, rất nhiều các tác giả người ta đề cập đến cái giá trị 0,05 này. Vậy khi so sánh cái p-value, cái giá trị xác suất mà mình có được trong kết quả nghiên cứu của mình với giá trị 0,05 thì chúng ta có cái xu hướng kết luận như thế nào? Nếu các bạn mà có p nhỏ hơn 0,05 thì chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết không, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ kết luận hoặc là chấp nhận cái đối thuyết HA. Và cái kết quả xảy ra trong mà mình quan sát được là chắc chắn sẽ xảy ra, là chắc chắn chứ không phải là do cái tính ngẫu nhiên mang lại. Và một cái từ nữa mà người ta cũng hay sử dụng, các bạn cũng hay thấy trong bài báo, là người ta đề cập là cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Đấy là một cái từ mà rất hay gặp. Và khi người ta nói là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê thì chắc chắn người ta sẽ trình bày cái giá trị p-value của mình là nhỏ hơn 0,05. Một số tài liệu thì các bạn sẽ thấy người ta trình bày p-value, một số kết quả thì các tác giả trình bày giá trị p-value là nhỏ hơn 0,01 hoặc nhỏ hơn 0,001. Thì cái cách trình bày này là nó hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng thôi. Và luôn lưu ý giúp tôi là 0,05 chính là một cái ngưỡng sai lầm, cái ngưỡng lớn nhất của sai lầm mà người ta chấp nhận, thường là các nhà nghiên cứu và những người làm thống kê người ta chấp nhận. Vậy thì khi nói đến cái ngưỡng 0,05 đấy chính là nói lên một cái mức sai lầm. Vậy thì sai lầm lớn thì tốt hay sai lầm nhỏ thì tốt ạ? Nói về sai lầm thì nó lớn, nó cao thì tốt hay nó thấp thì tốt? Nó thấp, đúng không ạ? Vậy thì nếu kết quả nghiên cứu của các bạn chạy ra mà các bạn nhìn thấy P của các bạn bằng 0,000, tức là nó rất là nhỏ, thì lúc đấy P của mình không những là nhỏ hơn được 0,05 mà còn nhỏ hơn được 0,001, đúng không ạ? Và chúng ta đã biết là cái giá trị 0,05 đó hay giá trị 0,001 đó chính là sai lầm. Vậy thì nếu chúng ta có cơ hội là gì? Có nghĩa là dựa trên kết quả của mình. Nếu chúng ta có cơ hội thì hãy hạn chế lại, hãy giảm cái sai lầm của mình bằng cách qua cái cách trình bày, là lúc đó chúng ta sẽ viết là P nhỏ hơn 0,001 thay vì viết P nhỏ hơn 0,05. Còn các bạn viết P nhỏ hơn 0,05 vẫn không sai nhá, đúng không ạ? Vẫn đúng. Nhưng mà đây thì khi mà mình viết P nhỏ hơn 0,05 thì những người đọc người ta không thể nghĩ được và không biết được là sai lầm của tôi còn nhỏ hơn thế rất là nhiều, đúng không ạ? Nên là chúng ta nên hạn chế lại. Tuy nhiên không phải là tôi thích lấy cái ngưỡng nào thì tôi lấy, mà thông thường chỉ có 3 cái ngưỡng mà người ta hay đề cập. Chắc đọc bài báo nhiều các bạn sẽ nhìn thấy. Thứ nhất là ngưỡng 0,05. Nếu nhỏ hơn được 0,05 thì liệu có nhỏ hơn được 0,01 không? Nếu nhỏ hơn được 0,01 thì chúng ta lấy lại cái ngưỡng 0,01. Và nếu đã nhỏ hơn được 0,01 thì liệu có nhỏ hơn được 0,001 hay không?
nếu nhỏ hơn được thì chúng ta lấy cái ngưỡng 0,001. Như vậy chỉ có 3 ngưỡng thôi để chúng ta so sánh: 0,05, 0,01 và 0,001. Chứ đừng tùy tiện là lúc sau lại lấy là P nhỏ hơn 0,02, một lát nữa lại viết là P nhỏ hơn 0,004, kiểu dạng như vậy không có. Người ta chỉ sử dụng 3 cái ngưỡng, hay sử dụng 3 cái ngưỡng như là tôi đã trình bày. Thế còn với lớn hơn thì bao giờ cũng nhìn thấy là lớn hơn 0,05, đúng không ạ? Bao giờ người ta cũng trình bày như vậy. Nhưng bây giờ thì một số báo và một số luận văn, một số hội đồng và các thầy các cô là yêu cầu các bạn là viết chính xác cái giá trị p-value xuống cái luận văn của mình. Tức là viết chính xác cái đầu ra của phần mềm máy tính. Máy tính tính ra cho các bạn P bằng 0,73 thì các bạn liệt kê, các bạn báo cáo đúng là 0,73. Chứ chúng ta không nói là lớn hơn 0,05, không viết như vậy nữa. Thì đấy là một trong những quy định cũng tương đối là mới ở trong cái chuẩn viết báo cáo cũng như là chuẩn viết bài báo, thì chúng ta cũng lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta viết và báo cáo kết quả. Thế còn về bản chất thì như là trên bảng tôi có trình bày, và cái này thì chắc chắn là các bạn đều biết rồi vì học qua mấy lớp thống kê rồi, đúng không ạ? Học qua mấy lớp nghiên cứu rồi nên chắc là biết. Có lẽ nói đến đây lại thấy bảo là nhắc đi nhắc lại nghe mãi, đúng không? Về mức ý nghĩa thống kê thì chúng ta cũng có cái bảng Z là tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê khác nhau. Các bạn có thể thấy là ví dụ tương ứng với cái ngưỡng là 99% thì chúng ta có cái Z cho bảng 2,57. Tương ứng với ngưỡng 0,5 thì chúng ta có Z cho bảng 1,96, chính là cái giá trị mà chúng ta hay sử dụng đấy. Và tương ứng với ngưỡng là 90% thì chúng ta có cái giá trị Z bằng 1,64, cũng là một cái giá trị mà hay thấy ở trong các báo cáo nghiên cứu. Và đây chính là cái lời mà người ta hay viết trong cái quá trình mà các bạn đọc các bài báo quốc tế. Thì khi mà người ta viết là có ý nghĩa thống kê thì người ta thường, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta bác bỏ cái giả thuyết H0 và giá trị P của mình là sẽ nhỏ hơn 0,05. Nếu người ta viết là cái kết quả của mình là không phải là do cái sự được gọi là cái tính ngẫu nhiên mang lại, cái sự tình cờ mang lại, tức là không phải là by chance, thì lúc đấy là cũng là cái cơ hội là chúng ta bác bỏ giả thuyết H0. Thì kết quả của mình không phải là cái tính ngẫu nhiên mang lại thì có nghĩa là kết quả của mình xảy ra nó là thực tế, nó là chắc chắn. Và đây thì nếu chúng ta có P lớn hơn 0,05 thì thường là trong các bài báo người ta sẽ báo cáo theo kiểu là not significant, tức là không có ý nghĩa thống kê, hoặc người ta nói là kết quả của tôi là do ngẫu nhiên mang lại thôi. Còn nếu mà làm lại kết quả, làm lại cái nghiên cứu này thì kết quả của tôi có thể là không chỉ ra được cái sự khác biệt nữa. Thì đấy là những cái từ mà người ta hay sử dụng trong các báo cáo nghiên cứu và cũng liên quan đến cái việc là bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết không, và liên quan đến việc giá trị p-value, giá trị P của mình là bằng bao nhiêu. Về phần đấy là bước thứ hai là lựa chọn cái giá trị alpha. Bước thứ ba là chúng ta sẽ lựa chọn cái kiểm định thống kê. Thì đây là kiểm định thống kê sẽ dựa trên một số các đặc điểm. Thứ nhất là mục tiêu của các bạn là gì? Mục tiêu các bạn là đi tìm cái sự khác biệt hay mục tiêu các bạn là đi xác định cái mối liên quan? Và bên cạnh đó thì cái biến số các bạn phân tích là biến gì? Biến số chúng ta là biến định lượng hay biến số của chúng ta là biến định tính? Thì tùy thuộc vào từng mục tiêu và từng loại biến số chúng ta có cái kiểm định thống kê khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái kiểm định đầu tiên. Cái phần đầu tiên là chúng ta xác định cái sự khác biệt của một biến định lượng. Thì với biến định lượng thì nó phức tạp hơn biến định tính một chút. Là biến định lượng thì chúng ta quan tâm đến cái phân bố của biến có phải là phân bố chuẩn hay là bị phân bố lệch. Nếu một biến định lượng mà có phân bố chuẩn thì chúng ta có thể sử dụng các kiểm định tham số như là kiểm định T 2 mẫu, kiểm định T 1 mẫu hay kiểm định ANOVA để chúng ta so sánh. Còn nếu mà nó là một cái dạng biến phân loại, biến định lượng mà không có phân bố chuẩn thì lúc đó chúng ta sẽ thường sẽ sử dụng các kiểm định test phi tham số, ví dụ như là kiểm định của Kruskal-Wallis vân vân, thì kiểm định dấu xếp hạng sign test, thì chúng ta sẽ sử dụng các kiểm định đấy để chúng ta so sánh các biến mà có phân bố không chuẩn. Ở đây thì nếu làm trong lâm sàng, đọc các bài báo lâm sàng thì các bạn sẽ thấy là có nhiều bài báo lâm sàng người ta sử dụng các kiểm định phi tham số như vậy. Thì các chỉ số đo lường trên lâm sàng là lúc đó không có phân bố chuẩn nên là người ta phải chuyển sang sử dụng các kiểm định phi tham số. Để nói được một phân bố có chuẩn hay không chuẩn thì chúng ta cũng có nhiều cách. Cách đầu tiên là chúng ta có thể vẽ cái biểu đồ histogram kèm theo cái đường cong phân bố chuẩn giống như lúc nãy chúng ta vẽ, và nhìn cái đường cong phân bố chuẩn đấy. Thì nếu là một phân bố có phân bố chuẩn thường nó có cái hình ảnh như ở trên bảng. Thực ra hình ảnh này thì nó là bị hoàn hảo quá, nhưng đấy nó có hình dạng kiểu dạng như vậy, và nó sẽ là một cái hình chuông. Và hình chuông này là đối xứng xoay xung quanh cái giá trị trung bình, trung tị. Và cái đỉnh cao nhất là nằm ở điểm giữa của cái hình chuông đấy. Thì đấy là hình ảnh của phân bố. Các bạn có thể là
xem và tìm hiểu cái phân bố của mình, sử dụng là một số các câu lệnh để xem là phân bố của mình có phải là phân bố chuẩn hay không. Ví dụ chúng ta vẽ cái biểu đồ histogram kèm theo đường cong phân bố chuẩn để chúng ta nhìn, hay là chúng ta có thể là mô tả cái biến số. Cái câu lệnh này chúng ta đều thực hành rồi. Vẽ biểu đồ histogram thì lúc nãy chúng ta đã làm, hay chúng ta mô tả cái biến số mà chúng ta đang quan tâm, đây là biến ure, để chúng ta so sánh cái giá trị trung bình với giá trị trung vị xem là nó có gần nhau hay không. Nếu hai giá trị trung bình trung vị gần nhau hoặc là bằng nhau thì phân bố của mình là có khả năng là phân bố chuẩn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các kiểm định như là kiểm định của Skill hoặc là các kiểm định khác để xét xem là phân bố của mình có phải là phân bố chuẩn hay không. Sau khi đã biết được là phân bố mình là phân bố chuẩn hay không chuẩn rồi, thì bây giờ đến lượt là xét xem là chúng ta đang đi so sánh mấy nhóm. Các câu hỏi của mình ấy, đang đi câu hỏi cho một nhóm hay hai nhóm. Nếu chúng ta đi so sánh một nhóm và có phân bố chuẩn thì chúng ta sử dụng t-test cho một mẫu. Nếu không chuẩn, chúng ta sử dụng kiểm định là kiểm định dấu xếp hạng của WinConsum. Nếu là hai nhóm phân bố chuẩn, chúng ta sử dụng kiểm định T. Nếu hai nhóm có phân bố chuẩn mà là đo lường độc lập, chúng ta sử dụng kiểm định T độc lập. Nếu là đo lường lặp lại, tức là chúng ta có hai lần đo lường có đánh giá trước sau, thì chúng ta sử dụng kiểm định T ghép cặp. Còn nếu phân bố mà không chuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng các kiểm định của Mann-Whitney hoặc là kiểm định sai test của WinConsum. Còn nếu có trên ba nhóm thì nếu ba nhóm mà có phân bố chuẩn thì chúng ta sử dụng kiểm định của ANOVA. Thế còn nếu không có phân bố chuẩn thì lúc đó chúng ta sử dụng của kiểm định của Kruskal-Whaley test. Thì đấy, sau này các bạn sẽ có thể làm dựa trên những cái định hướng này, nhìn vào bộ số liệu của mình và xem cái câu hỏi của mình, xem cái số nhóm mình so sánh để mình có thể là định hình, định hướng được là tôi sẽ chọn cái kiểm định nào. Và sau khi đã chọn được kiểm định rồi thì cái việc còn lại, thực ra cái việc này mới khó, còn cái việc còn lại chạy câu lệnh là một việc không hề khó, mặc dù bây giờ nhiều bạn nói là khó. Tại sao như thế? Vì chúng ta có thể học được trên mạng rất nhiều. Các bạn chỉ cần học được ngay trong phần mềm, chúng ta đánh trong cái thực đơn Hef là máy tính nó đã cho mình rồi. Còn nếu không thì đánh ở trên Google để tìm cái câu lệnh đấy, hướng dẫn chạy cái câu lệnh đấy. Hoặc chỉ cần hỏi một câu hỏi là cách so sánh, cách thực hiện kiểm định T hai mẫu trong Stata, kể cả đánh bằng tiếng Việt, là chúng ta cũng sẽ có cái hướng dẫn rất cụ thể là làm cái câu lệnh đấy như thế nào. Nên là cái việc chạy lệnh không lo lắng, không quá là lo lắng, không có gì phải sợ. Mà cái việc của chúng ta là chúng ta xác định được chúng ta cần phải sử dụng cái kiểm định gì, cần phải thực hiện những cái test nào, thì đấy mới là cái mà chúng ta cần phải quan tâm và cần phải học. Và cái đấy thì cái người chạy máy người ta không định hướng được, và máy tính nó không định hướng được. Các bạn đừng bao giờ kỳ vọng là chúng ta chạy sai lệnh máy tính sẽ báo là anh chạy sai rồi. Không có đâu, nó không báo cho mình là mình chạy sai đâu. Ví dụ với biến giới tính mà các bạn muốn tính giá trị trung bình, máy tính nó vẫn tính cho mình, nó vẫn tính ra trung bình bằng 1 phẩy mấy. Thì chỉ có hai giá trị 1, 2 mà, nó cứ cộng vào nó chia trung bình thôi. Nên là nó không báo cho mình sai đâu, mà cái việc biết là sai và biết là không phù hợp thì phải ở mình. Nên là những cái kiến thức về thống kê là nó sẽ áp dụng nhiều trong quá trình là mình chọn kiểm định và mình định hình được phân tích. Chứ còn thực sự là không áp dụng nhiều và không phải là cái việc là mình biết được bao nhiêu phần mềm và mình chạy giỏi được câu lệnh, không phải đâu. Cái đấy nhiều khi là với người làm thống kê tốt, người ta cũng không phải là trực tiếp chạy phần mềm và không phải là biết nhiều phần mềm. Nên là phần mềm nó chỉ là công cụ. Các bạn lưu ý giúp tôi là phần mềm phân tích số liệu nó chỉ là công cụ. Hôm nay thì các bạn có thể đang phải ngồi nghe Stata, nhưng mà nếu các bạn học SPSS và các bạn làm tốt SPSS rồi thì đừng lo lắng, hãy cứ phân tích tất cả các số liệu của mình sử dụng SPSS đều tốt hết. Nên là không có cần phải học và chuyển sang hẳn một phần mềm mới, không cần. Thì phần mềm nó chỉ là công cụ thôi. Và có một số các kiểm định, có một số phân tích, thậm chí chúng ta chỉ cần dùng Excel là được rồi. Không nhất thiết phải chuyển sang phần mềm này kia. Excel có thể cho chúng ta phân tích, Excel có thể thực hiện được những câu lệnh cho kiểm định thống kê thông thường. Nên là đừng quá lo sợ về việc phần mềm, mà việc chúng ta là phải xác định được chúng ta làm cái gì, lựa chọn cái gì trong quá trình mà chúng ta phân tích số liệu của mình. Sau khi phân tích được rồi thì chúng ta phiên giải kết quả. Và đây thì cái phiên giải kết quả thì mỗi người có một cách hành văn khác nhau. Tôi chỉ muốn là định hình, định hướng được là vậy thì trong cái lời phiên giải nó bao gồm nội dung chính là gì. Thì giả sử như là với cái nghiên cứu về tiêm nitrat tĩnh mạch với bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, thì chúng ta có thể kết luận khi mà có P nhỏ hơn 0.05 thì chúng ta có thể kết luận là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà được tiêm nitrat tĩnh mạch thì thấp hơn tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim không được tiêm nitrat tĩnh mạch. Mà mở ngoặc ra
là P nhỏ hơn 0,05 và có thể nói rõ là cái sự khác biệt đấy là có ý nghĩa thống kê. Vậy thì trong cái lời phiên giải này nó bao gồm những nội dung gì? Thì nó bao gồm có 3 phần lớn như sau. Trước hết là các bạn phải nói rất rõ là có hay không có sự khác biệt giữa các nội dung mà mình đang đi so sánh. Mình phiên giải, mình kết luận, mình phải nói rất là rõ. Và nếu có sự khác biệt thì phải nêu là cái sự khác biệt đấy như thế nào. Lúc đấy chúng ta vừa nêu là sự khác biệt đấy thể hiện ở chỗ là cái tỷ lệ tử vong trong cái nhóm tiêm Nitrat là thấp hơn so với nhóm không tiêm. Và thứ hai, chúng ta phải nói rõ là nó có ý nghĩa thống kê hay không. Vì ở đây một lần nữa chúng ta khẳng định là cái sự khác biệt này là thực sự khác chứ không phải là do cái tính tình cờ nó mang lại. Và thứ ba là chúng ta căn cứ vào đâu để chúng ta nói là có hay không có sự khác biệt đấy. Thì các bạn đã thấy là trong cái cấu trúc của cái lời phiên giải lúc nãy, chúng ta có các nội dung là tỷ lệ bệnh nhân nhồi máu cơ tim được tiêm nitrat tĩnh mạch là thấp hơn. Đấy, nói rõ là có sự khác biệt như vậy. Và thứ hai là sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê, đúng không ạ? Khẳng định là có ý nghĩa thống kê. Và thứ ba là cái bằng chứng cho cái việc khác biệt có ý nghĩa thống kê đó chính là giá trị P nhỏ hơn 0,05. Còn cái việc là có đưa ra tên của kiểm định hay không, ví dụ ghi là kiểm định khi bình phương hay là xác nhận khi bình phương, thì cái đấy không bắt buộc, không cần thiết. Vì trong phần mình trình bày kết quả, mình đã có cái phần là khi bình phương rồi, nên là người ta, cái người đọc người ta cũng biết rồi, mình không cần phải nhắc lại trong cái lời phiên giải nữa. Thì đấy là cái phần phiên giải kết quả với ba cái nội dung mà cần phải được đề cập đến trong cái phần phiên giải này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử nhé. Chúng ta sẽ thử đầu tiên là chúng ta sẽ, cái câu lệnh đầu tiên này ý nghĩa của nó là gì? Chúng ta sẽ so sánh cái lượng, tôi không cần nhìn, không nói với câu lệnh, bây giờ câu hỏi thôi. Chúng ta sẽ so sánh là cái lượng gluco, lượng ure trung bình ở trong cái nghiên cứu này mà chúng ta có, của các bệnh nhân chúng ta có, liệu là có khác với cái giá trị 5 không? Tức là chúng ta có một cái giá trị tham chiếu nào đó để chúng ta so sánh. Vậy chúng ta đang đi so sánh một giá trị trung bình chúng ta có này với một giá trị trung bình lý thuyết, đúng không ạ? Một cái giá trị trung bình mà chúng ta đưa vào để làm tham chiếu. Bây giờ thì giả sử như cái biến ure của mình là một biến có phân bố chuẩn, thì mình sẽ sử dụng cái kiểm định T một mẫu. Vậy thì các bạn sẽ vào phần xử lý phân tích số liệu này, sau đó thì chọn cái phần thống kê suy luận kiểm định giả thuyết. Và đây các bạn thấy là thầy Minh có để cấu trúc thành hai phần. Thứ nhất là phân tích cái sự khác biệt, và thứ hai là phân tích liên quan. Và chúng ta đang ở trong cái nhóm là phân tích sự khác biệt, nên các bạn chọn vào trong thực đơn phân tích khác biệt. Và biến của chúng ta là biến định lượng hay biến định tính? Đến đây chúng ta phải chọn tiếp, biến của chúng ta là biến định lượng hay định tính? Lượng ure là biến định lượng hay định tính? Biến định lượng, đúng không ạ? Vậy chúng ta chọn vào là phân tích sự khác biệt về biến định lượng. Và nếu câu hỏi vừa rồi tôi có đề cập là chúng ta đang đi so sánh lượng ure trung bình trong mẫu nghiên cứu với lại lượng ure lý thuyết, tức là con số là 5 ấy, đơn vị là 5. Vậy chúng ta đang đi so sánh mấy nhóm? Một nhóm duy nhất, đúng không ạ? Trong nghiên cứu của mình chỉ là một nhóm duy nhất thôi, chứ chúng ta không chia ra làm hai nhóm. Vậy chúng ta đang đi làm là một nhóm. Và giả sử như là lượng ure của chúng ta là có phân bố chuẩn, thì lúc đó các bạn chọn vào đây, các bạn nhìn thấy đây này. Một nhóm với phân bố chuẩn, từ tiếng Việt rất là rõ ràng. Chúng ta chỉ cần xác định đúng mình đang ở tình huống nào thôi. Thì ở đây chúng ta là một nhóm với phân bố chuẩn, dùng t-test. Có lỗi gì trong câu lệnh thầy viết không? Các bạn chọn có chạy có bị lỗi không? Có hay không? Thế thì là lỗi lệnh thầy viết chung rồi. Đấy, chúng ta chạy là đều không, tôi chạy đều không được. Câu lệnh gốc cơ bản về tiếng Anh của nó đây ạ. Statistics này, summarize table and test. Sau đó chúng ta chọn vào cái phần là Summarize and Descriptive Statistics. Và chúng ta có cái phần là Mean. Và chúng ta có thể so sánh. Hoặc nếu không thì các bạn có thể là sử dụng cái câu lệnh sau. Câu lệnh là T-test. Câu lệnh rất đơn giản, ure, và so sánh lượng ure này với giá trị 5.
kiểm định T để so sánh xem là giá trị trung bình của lượng ure huyết của mình là có bằng với giá trị 5 hay không. Và máy tính nó tính cho mình cái giá trị. À, tôi sẽ ghi chú lại về cái câu lệnh lỗi của chúng thầy Minh viết. Được chưa ạ? Mọi người chạy lệnh bằng cách đánh được chưa ạ? Đánh đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây máy tính báo cho mình là đây là cái one simple t-test, tức là kiểm định T một mẫu. À, giúp mình là so sánh cái giá trị trung bình trong mẫu nghiên cứu mình có là 6,96, tức là khoảng 6, khoảng 7 phẩy. Và so sánh với cái giá trị 5, đây ạ, so sánh cái giá trị 5 xem là có sự khác biệt hay không. Và máy tính cho mình là ba cái tình huống. Thứ nhất là cái giả thuyết H0 thì bao giờ là min giá trị trung bình bằng 5 rồi. Thì chúng ta có là đối thuyết HA là giá trị trung bình nhỏ hơn 5, hoặc là đối thuyết HA là giá trị trung bình là khác 5, hoặc là giá trị trung bình là lớn hơn 5. Thì ở đây là chúng ta có hai cái tình huống, vì cái chỉ số trung bình của mình là 6,7 nên là chắc chắn không thể là nhỏ hơn 5 rồi, đúng không ạ? Nên chúng ta nhìn thấy là cái giả thuyết nhỏ hơn 5 là không hợp lý. Nên chúng ta sẽ chọn cái giả thuyết hoặc là kiểm định hai phía là giá trị trung bình của mình là khác 5, hoặc là các bạn chọn cái kiểm định cho một phía, vì mình biết là 6,7 à 7,0 rồi, 6,96 tức là 7,0. 7,0 là lớn hơn 5 rồi, đúng không ạ? Nên mình hoàn toàn có thể chọn kiểm định một phía là giá trị trung bình ure trong nghiên cứu này là lớn hơn 5. Thì tùy, các bạn có thể chọn một trong hai cái đối thuyết HA này, còn giả thuyết H0 là giá trị trung bình bằng 5. Và nhìn ở đây, giả sử như tôi chọn cái giả thuyết H0, đối thuyết HA là giá trị trung bình của tôi là khác 5, thì tôi nhìn thấy ở đây p-value của tôi là bằng 0,0155. Và giá trị P này so sánh với giá trị 0,05 thì nó lớn hơn hay nó nhỏ hơn ạ? Đây ạ, giá trị P đấy. Kết quả các bạn có trong máy nữa đấy. Giá trị P của chúng ta có đây. Giá trị này lớn hơn hay nhỏ hơn cái ngưỡng alpha mà chúng ta phải so sánh. Alpha bằng 0,05. Giá trị này lớn hơn hay nhỏ hơn? Nhỏ hơn, đúng không ạ? Và nếu nhỏ hơn thì giống slide tôi có trình bày lúc nãy là chúng ta sẽ gì ạ? Bác bỏ giả thuyết H0, có nghĩa là H0 không đúng rồi. Và chúng ta kết luận theo giả thuyết HA. Vậy chúng ta sẽ kết luận là gì? Chúng ta sẽ nói là cái lượng ure trung bình ở trong cái nghiên cứu này là gì ạ? Khác với 5 đơn vị. Và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Và khác bao nhiêu, thậm chí chúng ta còn có thể tính được là khác bao nhiêu. Khác ở đây là khoảng độ 2 đơn vị gì đó. Và chúng ta nói là sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê và mở ngoặc ra P nhỏ hơn 0,05. P chúng ta bằng 0,015 mà, nên là sẽ nhỏ hơn 0,05. Thế trong tình huống mà cái lượng ure này nó không có phân bố chuẩn thì sao? Lúc đấy chúng ta không thể sử dụng cái kiểm định t-test này được, mà chúng ta phải sử dụng kiểm định dấu. Vậy thì chúng ta chọn cái kiểm định dấu như thế nào? Các bạn vào users, hy vọng là với cái câu lệnh này thì không bị lỗi. Sau đó chúng ta chọn cũng vẫn vào phần kiểm định giả thuyết, phân tích sự khác biệt, chọn phân tích biến định lượng, và đây chúng ta chọn là một nhóm phân bố không chuẩn và sử dụng kiểm định sai test, tức là kiểm định dấu. Chúng ta chọn biến, và biến của chúng ta là biến ure, và con số mà chúng ta so sánh là con số 5. Chúng ta vẫn so sánh với 5 thôi, nhưng với cái tình huống là biến của chúng ta là có phân bố không chuẩn. Và sau đó chúng ta click OK. Câu lệnh này rất là may là không bị lỗi. Và đây chúng ta cũng nhìn thấy là có ba cái cặp giả thuyết H0 và đối thuyết HA khác nhau, tùy thuộc vào các bạn lựa chọn cái cặp giả thuyết nào để chúng ta kết luận. Thì chắc chắn là chúng ta không chọn cái cặp giả thuyết mà là trừ 5 là nhỏ hơn không được, vì là cái giá trị của mình là lớn hơn 5 mà, nên chúng ta sẽ không chọn cái cặp giả thuyết đấy. Và đây thì nếu là ure của mình là có phân bố không chuẩn thì sử dụng cái kiểm định sai test xem là cái giá trị trung vị của ure với kiểm định sai này thì nó sẽ kiểm định giá trị trung vị, xem trung vị của ure là có khác giá trị 5 hay không. Thì chúng ta đều nhìn thấy ở đây, các bạn nhìn thấy ở đây đều là median là kiểm định giá trị trung vị. Khi mà có phân bố không chuẩn thì thường là người ta sẽ mô tả giá trị trung vị. Vì thế kiểm định sẽ sử dụng kiểm định trung vị chứ không kiểm định trung bình như là với phân bố chuẩn nữa. Đây chúng ta đều thấy là giá trị trung vị của lượng ure này là khác với giá trị là không khác với giá trị 5. Không khác với giá trị 5. Vì giá trị P của mình thấy là đều lớn hơn 0,05 hết. Ở tình huống đầu tiên là bằng 0,13, tình huống thứ hai là 0,94 và tình huống thứ ba là 0,26.
Vậy thì phiên giải cái kết quả này chúng ta nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói là không có sự khác biệt giữa trung vị lượng ure trong nghiên cứu này với giá trị 5. Và chúng ta mở ngoặc ra là P lớn hơn 0,05. Đấy, lưu ý giúp tôi là khi sử dụng kiểm định phi tham số là máy tính nó sẽ so sánh giá trị trung vị. Còn với kiểm định tham số như là t-test thì máy tính sẽ so sánh các giá trị trung bình. Đấy là kiểm định cho một nhóm cũng với hai tình huống là trong cái tình huống là phân bố chuẩn hay là không phân bố chuẩn. Bây giờ chúng ta thử sang là vậy nếu tôi muốn so sánh hai nhóm thì sao? Tôi muốn so sánh cái lượng ure trung bình đấy giữa cái nhóm mà tuổi cao và tuổi không cao thì tôi làm thế nào? Không, không, không. Máy tính tự sắp xếp. À, kể cả khi chạy cái câu lệnh là summarize, máy tính tự sắp xếp. Cái sắp xếp kia là tôi diễn tả khi mà mình phải tính toán bằng tay thì mình bắt buộc phải sắp xếp, còn không thì máy tính nó sẽ tự sắp xếp. Nó sắp xếp nhưng không có nghĩa là nó đảo lại cái data set của mình đâu, mà nó tự sắp xếp trong quá trình nó chạy lại, nó tự sắp xếp. À, bây giờ nếu chúng ta muốn so sánh hai nhóm thì sao? Như là cái tình huống tôi vừa nói là cái câu hỏi là trung bình lượng ure ở những người cao tuổi có khác với những người mà không cao tuổi hay không? Thì lúc đó rõ ràng chúng ta có hai nhóm, đúng không ạ? Và hai nhóm này là hai nhóm độc lập hay không độc lập ạ? Độc lập có nghĩa là gì? Hai nhóm này chả liên quan gì đến nhau. Còn không độc lập là giống như là cái tình huống là có đo lường trước sau ấy, là cái tình huống đo lường không độc lập. Cái lần đo lường sau nó có liên quan đến lần đo lường trước. Vậy thì bây giờ cái người cao tuổi và người không cao tuổi đấy có liên quan gì đến nhau không ạ? Không, đúng ạ. Hai nhóm này hai nhóm độc lập, giống như là nhóm nam và nhóm nữ là hai nhóm độc lập. Nên chúng ta sẽ phân tích hai giá trị trung bình với lại hai mẫu độc lập. Và vừa cũng với cái giả định đầu tiên là giả định phân bố của mình, phân bố cái biến ure là có phân bố chuẩn. Thì các bạn cũng lựa chọn lại cái phần là thống kê kiểm định cái sự khác biệt, chúng ta chọn biến định lượng và chúng ta chọn là hai nhóm độc lập phân bố chuẩn. Các bạn nhìn thấy là rất là rõ về cái phần là phân nhóm cũng như là phân bố của biến mà thầy Minh đã đưa vào. Nên là cũng đơn giản cho chúng ta, đơn giản cho các bạn trong quá trình mà chạy lệnh với tiếng Việt. Chúng ta chọn cái tình huống hai nhóm độc lập phân bố chuẩn này. Câu lệnh này lại không chạy được ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh lệnh nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái câu lệnh mà tôi đã chuẩn bị ở trong trong bài. Câu lệnh cơ bản của nó thực ra là cũng không khó, rất đơn giản. Chúng ta vẫn dùng t-test và chúng ta vẫn sử dụng cái biến phụ thuộc, đó là biến về lượng ure vào. Nhưng ở đây thì chúng ta có phần là bias cao tuổi, tức là chúng ta so sánh giữa nhóm này với nhóm kia. Đấy, các bạn vẫn đánh là t-test này. Đưa cái biến mà chúng ta cần so sánh vào, đó là biến ure. Sau đó thì sử dụng dấu phẩy và chúng ta có đánh cái phần là option phía sau, cái tùy chọn phía sau. Tùy chọn phía sau chính là phân bố ra làm hai nhóm để cho máy tính hiểu là chúng ta đang so sánh hai nhóm này và bias cao tuổi. À, máy tính cho mình kết quả. Đây là cái kiểm định T hai mẫu dành cho hai biến độc lập. Và cái giả thuyết H0 của cái kiểm định này sẽ là trung bình lượng ure ở nhóm cao tuổi bằng với nhóm không cao tuổi. À, và đối thuyết HA ở đây có thể chúng ta sử dụng cái kiểm định hai phía, thì là trung bình lượng ure ở nhóm cao tuổi là khác với nhóm không cao tuổi. Và nếu sử dụng kiểm định như vậy, chúng ta nhìn vào trong cái cặp giả thuyết của kiểm định hai phía và các bạn nhìn thấy giá trị P của mình là bằng 0,0055. Như vậy là nhỏ hơn 0,05, đúng không ạ? Thậm chí là với tình huống này chúng ta sẽ viết là nhỏ hơn 0,01. Là kết luận ở đây sẽ là gì? Kết luận của chúng ta sẽ là có sự khác biệt giữa lượng ure trung bình ở nhóm cao tuổi và không cao tuổi. Mở ngoặc ra, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê và mở ngoặc ra P nhỏ hơn 0,01. Và thậm chí là tôi có thể nói rõ hơn nữa, sử dụng cái giá trị là chỉ ra cái sự khác biệt này là bao nhiêu. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, cái phần difference này chính là cái chênh lệch giữa hai nhóm và chúng ta có giá trị bằng âm 3,9. Như vậy là mình có thể nói
Nếu mà theo hướng xuôi hơn thì mình có thể nói là những cái người cao tuổi thì có lượng ure trung bình cao hơn người không cao tuổi khoảng 3,9 đơn vị. Đấy. Cái giá trị 3,9 này chính là máy tính nó lấy giá trị là 4,6 trừ đi 8,5. Thì chúng ta có cái giá trị âm, tức là giá trị trung bình của hai nhóm trừ đi nhau. Và ở đây thì nó lấy nhóm là không cao tuổi trừ đi nhóm cao tuổi. Nên chúng ta có giá trị âm là 3,9. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang cái ngôn ngữ về phiên giải thì chúng ta sẽ nói là cái này cao hơn, cái kia thấp hơn và chúng ta bỏ cái giá trị âm đi. Thì bản thân cái từ cao hơn, thấp hơn đấy nó đã hàm chứa cái dấu là mình dùng dấu âm hay dấu dương rồi. Nên nếu tôi nói là những cái người mà không cao tuổi có lượng ure thấp hơn người cao tuổi bao nhiêu thì tôi sẽ nói là 3,9 đơn vị. Tôi không nói là thấp hơn âm 3,9 đơn vị. Cái từ âm đấy nó đã chuyển ngôn ngữ sang thành cái chữ thấp hơn rồi. Lưu ý trong quá trình phiên giải. Thì đấy là cái kiểm định dành cho hai mẫu độc lập, hai giá trị trung bình độc lập với cái giả định là phân bố biến ure của mình là phân bố chuẩn. Vậy trong tình huống không có phân bố chuẩn thì chúng ta chọn lệnh như thế nào? Chúng ta chạy lệnh gì? Thì chúng ta sẽ thử bằng câu lệnh của thầy trước. Chúng ta vào user, vẫn vào những cái câu lệnh như lúc nãy thôi ạ. Và bây giờ chúng ta chọn đây này, hai nhóm độc lập không có phân bố chuẩn. Chúng ta chọn cái kiểm định Mann-Whitney. Tại đây chúng ta, cái này thì chạy được. Tất cả những câu lệnh như T thì không chạy được, câu lệnh này chạy được. Và đây chúng ta chọn biến vào, biến ure này. Và cái group variable thì chúng ta cho là cao tuổi. Và chúng ta cũng click OK thôi. Và đây là cái kiểm định của Ginconsum Ranks. Chúng ta có cái giá trị là cũng so sánh các giá trị là trung vị. Và chúng ta có p-value bằng 0,003. Như vậy là cho dù là chúng ta sử dụng cái kiểm định phi tham số thì chúng ta cũng thấy là có cái sự khác biệt giữa giá trị trung vị của lượng ure trong cái nhóm cao tuổi và trong nhóm không cao tuổi. Và chúng ta mở ngoặc ra là p nhỏ hơn 0,03. Và đây thì chúng ta không thể phiên giải được là sự khác biệt nó đó như thế nào, là bao nhiêu, chúng ta không phiên giải được là bao nhiêu. Trong tình huống mà các bạn so sánh ba nhóm thì chúng ta có thể sử dụng là cái kiểm định ANOVA. Thực ra ở đây chúng ta không có ba nhóm để so sánh, nhưng mà với kiểm định ANOVA thì cũng dùng với hai nhóm, nên là tôi cũng sẽ sử dụng cái kiểm định ANOVA này cho cái tình huống so sánh hai nhóm để diễn tả cái đường dẫn lệnh thôi. Và các bạn nhìn có thể nhìn thấy cái kết quả đầu ra. Thì chúng ta dùng xử lý phân tích số liệu này, các bạn đều biết là ANOVA vẫn dùng được cho hai nhóm. Và chúng ta phân tích sự khác biệt, chọn biến định lượng, sau đó thì chúng ta chọn là lớn hơn hai nhóm mà có phân bố chuẩn. Response variable có nghĩa là cái biến phụ thuộc của mình là gì, và đây là biến ure, và cái factor variable của mình chính là biến cao tuổi. Thì đơn giản là chọn lệnh như vậy và click OK. Thì đấy, chúng ta cũng ra cái kết quả của so sánh này với kiểm định ANOVA. Và kết quả của kiểm định ANOVA thì nếu các bạn nhìn vào kết quả, đây chính là giá trị của kiểm định F, P của kiểm định F bằng 0,0055. Thì nếu nhìn lại cái kết quả của bảng kiểm định dành cho hai nhóm độc lập, các bạn cũng thấy P bằng 0,0055, tức là nó giống hệt nhau. Kiểm định ANOVA cho hai mẫu thì cũng giống hệt như kiểm định T cho hai mẫu. Nhưng nếu chúng ta có ba mẫu trở lên thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng kiểm định ANOVA. Đấy là giá trị kiểm định ANOVA, và chúng ta sẽ nhìn vào đây ạ. Đây chính là p-value để chúng ta nói là có hay không có cái sự khác biệt giữa các giá trị mà chúng ta đang đi so sánh, giữa các nhóm mà chúng ta đang đi so sánh. Đấy là nói về sự khác biệt. Thế nếu mà muốn là biến định lượng nhưng mà nói về mối liên quan thì sao? Thì với mối liên quan thì chúng ta sẽ sử dụng, tôi sẽ không dùng cái này nữa mà sẽ hướng dẫn luôn, đỡ mất thời gian, sẽ gửi slide cho các bạn sau. Nếu về mối liên quan thì chúng ta sẽ lựa chọn sang cái câu lệnh về mối liên quan. Giả sử bây giờ tôi muốn xem là liệu có mối liên quan giữa tuổi của đối tượng nghiên cứu với lại lượng ure hay không, và tôi sử dụng hai biến này đều là hai biến định lượng, biến tuổi là cũng là tuổi thực và biến lượng ure là các con số về định lượng như chúng ta vừa thấy. Và chúng ta vào xử lý phân tích số liệu, vào thống kê suy luận và kiểm định giả thuyết. Và đây thì chúng ta không làm về sự khác biệt nữa, đúng không ạ?
mà chúng ta đang xem xét về mối liên quan hay là tương quan, nên chúng ta chọn xuống cái câu lệnh về mối liên quan tương quan. Và chúng ta đang xem xét là mối liên quan của các biến định lượng. Ở đây thì có nhiều cái để chúng ta tính. Thứ nhất là chúng ta có thể vẽ cái biểu đồ. Biểu đồ chấm giải rác có nghĩa chính là cái biểu đồ scatter plot ấy, hoặc là cái biểu đồ ma trận, hoặc chúng ta xem cái phân bố chuẩn R hoặc là phân bố không chuẩn. Nếu phân bố chuẩn thì chúng ta tính cái hệ số tương quan R của Pearson. Nếu không chuẩn thì chúng ta tính hệ số R của Spearman. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ thử biểu đồ đã, biểu đồ chấm giải rác. Với biểu đồ này thì chúng ta chọn biến số vào. Các bạn vào grid. Chúng ta chọn biểu đồ, chọn biến số. Chúng ta phải đưa ra biến Y và biến X. Biến Y chính là biến phụ thuộc và biến X là biến độc lập. Vậy giữa biến lượng ure huyết và biến tuổi thì biến nào là biến độc lập ạ? Tuổi là biến độc lập đúng không ạ? Và lượng ure là biến phụ thuộc. Vì thế chúng ta sẽ đưa cái biến lượng ure vào phần Y. Và ở X variable thì chúng ta đưa biến tuổi. Sau đó các bạn click vào Accept. Và chúng ta có thể click OK. Và đây chính là cái biểu đồ chấm điểm. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu đồ chấm điểm, và biểu đồ này thì được vẽ bởi hai vị trí, bởi tọa độ của hai vị trí, hai giá trị. Thứ nhất là tuổi của người đấy là bao nhiêu, và thứ hai là cái lượng ure của người đấy là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái vị trí của cái, chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của cái biểu đồ này. Các bạn có thể nhìn thấy vị trí, nhìn thấy hình ảnh biểu đồ. Nếu không vẽ biểu đồ này thì chúng ta có thể tính hệ số tương quan. Cái phần hệ số tương quan này chắc chắn các bạn cũng học ở trong chương trình thống kê trước đây rồi, để xem là biến X và biến Y có tương quan như thế nào. Và các bạn đều biết là hệ số tương quan của chúng ta chạy trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? Nếu là hệ số tương quan của hai biến định lượng thì nó chạy trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? Đúng rồi, chạy trong khoảng cộng trừ 1 đúng không ạ? Từ âm 1 cho đến dương 1. Và nếu càng gần về hai đầu, tức là càng xa giá trị 0 thì tương quan càng mạnh. Còn nếu càng gần giá trị 0 thì tương quan càng lỏng lẻo. Và nếu bằng 0 thì có nghĩa là không có tương quan. Bên cạnh đó thì nếu là hệ số tương quan âm thì có nghĩa là tương quan nghịch, còn nếu hệ số tương quan dương thì tương quan thuận. Tương quan nghịch có nghĩa là biến X tăng thì biến Y giảm, còn nếu tương quan thuận là biến X tăng thì biến Y cũng tăng. Thì đấy là những cái kiến thức rất là cơ bản thì các bạn đã được học. Bây giờ làm thế nào chạy được hệ số tương quan với đường dẫn lạnh này? Thì các bạn dùng User, sau đó vào xử lý phân tích số liệu, và chúng ta chọn về cái phần là hệ số tương quan, và chúng ta chọn biến định lượng. Và giả định là cả hai biến của mình đều có phân bố chuẩn thì chúng ta chọn là phân bố chuẩn tính hệ số tương quan R của Pearson. Và chúng ta đưa biến vào. Ở đây thì không cần phải phân biệt là biến nào là độc lập, biến nào phụ thuộc, mà chúng ta cứ chọn đúng hai biến chúng ta đang sử dụng để phân tích thôi. Chúng ta đưa biến tuổi và biến lượng ure vào và click OK. Và bây giờ chúng ta có hệ số tương quan. Hệ số tương quan của mình là 0,589, và khoảng 0,59. Này, máy tính tính hệ số tương quan cho mình. Thì cũng tương ứng với lại cái biểu đồ lúc nãy thôi, chúng ta thấy là các hình chấm là có xu hướng là đi lên, có nghĩa là tương quan thuận. Nên ở đây mình thấy là hệ số tương quan của mình là có cái giá trị là giá trị dương. Đấy là chúng ta đang nói đến mối liên quan giữa hai biến định lượng. Vậy bây giờ nếu chúng ta phân tích với biến phân loại thì chúng ta làm như thế nào? Thống kê suy luận về biến phân loại thì như thế nào? Đầu tiên là nói về sự khác biệt. Thì sự khác biệt với biến phân loại, tức là biến định tính, thì chúng ta có hai dạng kiểm định. Thứ nhất là kiểm định dành cho một nhóm, cho một mẫu, và thứ hai là kiểm định dành cho từ hai mẫu trở lên, hai nhóm trở lên. Thì đầu tiên là kiểm định dành cho một mẫu, chúng ta dùng là cái kiểm định test. Thì giả sử là cũng bị lỗi rồi. Các bạn vào câu lệnh chính thức này, vào Summarize, vào Table, and Test.
Sau đó thì chúng ta chọn cái câu lệnh là classical test of hypothesis. Ở đây thì có tất cả các kiểm định mà chúng ta cần, ví dụ như là t-test, z-test. Giả sử như chúng ta chọn cái kiểm định dành cho giá trị tỷ lệ proportion test. À đây. Chúng ta chọn là một mẫu, one sample. Giả sử như chúng ta muốn là so sánh cái tỷ lệ là ure máu cao với một cái giá trị của giả thuyết là 0.7 chẳng hạn. Cái tỷ lệ ure máu cao ở một cái nghiên cứu nào đó người ta nói là khoảng 70%. Chúng ta so sánh xem cái tỷ lệ lượng ure máu cao trong nghiên cứu của mình nó có tương tự như là 70% hay không. Thì chúng ta nhập con số 0.7 vào. Sau đó click OK. Và chúng ta có kiểm định. Hay chúng ta đang so sánh cái lượng ure máu cao với cái tỷ lệ 70%. Và cũng tương tự như là với các kiểm định khác, các bạn sẽ đọc các giá trị của p-value. Và nhìn ở đây thì tôi cũng chưa cần xác định chính xác xem là kiểu cặp kiểm định giả thuyết là gì. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy là không có một giá trị p-value nào dưới 0.05 cả. Có nghĩa là cái tỷ lệ ure máu cao trong nghiên cứu của mình cũng tương đương với lại 70%. Tương đương với con số mà mình đang đi so sánh. Và đấy, nếu mà chọn lệnh ở trong cái câu lệnh chính thống thì chúng ta vào Statistics. Sau đó thì các bạn chọn Summarize Table and Test. Và chúng ta chọn Classical Test of Hypothesis, tức là kiểm định được gọi là kiểm định Classical, là kiểm định gì? Cũ à? Truyền thống à? Cổ điển. Ở trong này thì có những kiểm định mà chúng ta vừa quan tâm. Đấy là so sánh một nhóm. Thế còn so sánh nhiều nhóm thì sao? So sánh nhiều nhóm ở đây chính là sử dụng kiểm định khi bình phương đấy. Chúng ta sẽ chạy kiểm định khi bình phương này vào user, sau đó thì cũng sử dụng cái đường dẫn lệnh như chúng ta vừa có. À, chúng ta vẫn đang phân tích sự khác biệt. Và với biến định tính này chúng ta dùng trên hai nhóm với kiểm định khi bình phương. Ở đây thì chúng ta sẽ đưa biến vào dòng và biến vào cột. Giống như lúc nãy, chính là cái câu lệnh lúc nãy chúng ta có chạy rồi đấy ạ. Chúng ta có biến ở dòng là biến người cao tuổi và biến cột là biến ure máu cao. Và các bạn lấy ra cái kiểm định khi bình phương của Pearson là chúng ta click vào cái phần Pearson và Fisher Exact Test. Sau đó thì chúng ta click OK. Nếu để tính ra cái giá trị OR thì chúng ta có một cái câu lệnh, không có nhiều thời gian nên tôi tạm thời đánh lệnh nhé. Các bạn tính ra cái, các bạn tính sử dụng cái câu lệnh về logistics, viết tắt là logi hoặc logistics. Và chúng ta đưa cái biến phụ thuộc của mình vào, đó là biến về lượng ure máu cao và biến độc lập của mình là biến về cao tuổi. Và với câu lệnh này thì máy tính cho mình cái giá trị là OR. Đây, mình nhìn thấy cái giá trị bằng 3.5. Và nó cho mình cái giá trị là tỷ số chênh. Có rất là nhiều các câu lệnh và với các tình huống khác nhau cụ thể ở đây thì có thể không trình bày được hết, thì các bạn cũng biết là cái hướng để mình có thể tìm lệnh và mình có thể trình bày. Ví dụ tôi muốn xem xét là phân tích mối liên quan hay tương quan giữa các biến định tính, thì ở đây là máy tính sẽ phân biệt cho chúng ta là chúng ta đang thực hiện cái nghiên cứu gì, nghiên cứu cắt ngang hay là nghiên cứu bệnh chứng hay là nghiên cứu thuần tập hoặc là nghiên cứu can thiệp. Thì với nghiên cứu cắt ngang thì máy tính sẽ chạy ra giá trị OR, còn viết tắt là POR, tức là nghiên cứu về tỷ số chênh trong nghiên cứu cắt ngang. Với nghiên cứu bệnh chứng, máy tính sẽ chạy ra giá trị OR, và với nghiên cứu thuần tập thì máy tính sẽ chạy ra giá trị RR. Giả sử ở đây là tôi sẽ chạy cho cái nghiên cứu cắt ngang. Cái nghiên cứu này chắc chắn là nghiên cứu cắt ngang rồi, không có gì là bệnh chứng ở đây cả. Thì cái biến mà chúng ta nói là biến nào là cái biến phụ thuộc ấy, thì ở đây máy tính sử dụng cái từ là case variable, thì chúng ta cho biến là ure máu cao vào. Và cái biến thứ hai là cái biến giải thích,
biến giải thích của chúng ta thì chính là biến độc lập. Chúng ta cho cái biến là nhóm tuổi vào. Và sau đó chúng ta click OK. Và máy tính tính cho mình là cái giá trị OR. À, đây là giá trị OR cho từng nhóm. Và để tính ra giá trị OR ốp chung cái tỷ số chênh thì chúng ta lấy hai cái giá trị đấy chia cho nhau. Chúng ta sẽ có. Nếu trong tình huống là nghiên cứu thuần tập thì các bạn chọn sang nghiên cứu thuần tập. Thế là tùy. Tùy từng chúng ta ở trong cái tình huống nào thì chúng ta trình bày cái tình huống đấy. Thầy có rất nhiều lệnh đúng không? Mà chúng ta hoàn toàn có thể chọn được. Ở trong cái phần mà slide tôi chuẩn bị thì tôi cũng để lại với cái phần bài tập mà có số liệu này này. Thì đều nằm ở trong cái folder số liệu mà tôi đã copy cho lớp hết. Thì ở trong đây thì các bạn cũng sẽ thấy là với từng cái câu hỏi mà trong cái phần bài tập tôi có nêu lên thì tôi cũng để lại cái câu lệnh để mình có thể chạy. Thì về nhà các bạn có thể là mở bộ số liệu, mở cái câu lệnh, chạy cái câu lệnh và xem là cái phần kết quả đầu ra như thế nào. Và bên cạnh đó thì cũng có thể là mở cái thực đơn của thầy Minh, tìm những cái từ tiếng Việt nó tương đương với lại mục tiêu phân tích của mình để mình có thể chạy lệnh. Với nói phiên giải cái hệ số tương quan hay là phiên giải cái tỷ số chênh thì tôi nghĩ là mọi người đều biết rồi. Trước hết là nói về hệ số tương quan thì nó có giá trị từ âm 1 cho đến dương 1. Và cái hệ số tương quan của các bạn mà lớn hơn 0 thì có nghĩa là mối tương quan thuận. Và càng xa 0 thì mối tương quan càng chặt, còn càng gần 0 mối tương quan càng lỏng lẻo. Và nếu hệ số tương quan mình bằng 0 có nghĩa là không có tương quan. Còn nếu hệ số tương quan của mình âm, tức là chạy từ âm 1 cho đến tiệm cận 0 thì có nghĩa là có mối tương quan nghịch. Và cũng có một số sách là người ta đưa ra cái quy ước tương đối là mềm dẻo cho cái việc xác định hệ số tương quan yếu hay là tương quan trung bình, tương quan chặt chẽ dựa trên các ngưỡng chia mà các bạn thấy ở đây. Và đây thì với cái ngưỡng chia này là nếu để chính xác ra chúng ta sẽ để là giá trị thập phân. Tức là giá trị là, xin lỗi, không phải giá trị thập phân, giá trị nằm ở trong cái trị tuyệt đối. Chúng ta biết là chúng ta đang nói đến là chỉ là tính cái giá trị 0,3 thôi chứ chúng ta không nói đến âm 0,3 hay dương 0,3. Cái dấu âm hay dấu dương đấy nó nói đến chiều hướng của tương quan thôi chứ nó không nói đến bản chất của cái giá trị, không, nó không mang tính chất là cái giá trị của con số. Và nếu các bạn tìm hiểu mối tương quan của hai biến định tính thì giống như mình chúng ta cũng vừa xem ở trên phần chạy thử một câu lệnh nhanh là chúng ta có cái tỷ suất chênh hoặc tỷ số chênh và chúng ta có nguy cơ tương đối. Tỷ số chênh dành cho một nghiên cứu cắt ngang hoặc là nghiên cứu bệnh chứng, còn nguy cơ tương đối dành cho nghiên cứu thuần tập. Giả sử chúng ta có cái bảng số liệu như trên bảng thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái tỷ số chênh và tỷ nguy cơ tương đối. Cái công thức tính tỷ số chênh và nguy cơ tương đối trong tất cả các sách thì đều là những công thức cơ bản tương tự như là các bạn nhìn thấy trên bảng. Tỷ số chênh nó sẽ bằng chênh của cái nhóm có bệnh chia cho chênh của nhóm chứng. Nguy cơ tương đối nó sẽ là nguy cơ của trong cái nhóm có bệnh chia cho nguy cơ trong cái nhóm nguy cơ trong cái nhóm phơi nhiễm và chia cho nguy cơ trong nhóm không phơi nhiễm. Ở đây chúng ta tính RR dành cho cái nghiên cứu thuần tập. Và khi chúng ta chia cái tỷ số đấy ra OR và RR thì cái phiên giải tương đối là giống nhau. Nếu giá trị OR của mình mà lớn hơn 1 thì cái yếu tố chúng ta đang quan tâm là yếu tố nguy cơ. Còn nếu giá trị OR của mình mà nhỏ hơn 1 thì yếu tố chúng ta đang quan tâm là yếu tố bảo vệ. Và nếu OR bằng 1 hoặc là khoảng tin cậy của giá trị OR chứa 1 thì có nghĩa là không có mối tương quan, không có mối liên quan giữa các biến. Và lưu ý một chút ở đây là OR chúng ta không bao giờ nhận giá trị âm. Vì OR là được tính từ các tần số quan sát của các ô, chính vì thế mà không bao giờ có giá trị âm cả. Chỉ có cái giá trị là từ là tiệm cận với lại cái giá trị là không phải bao nhiêu đấy thôi, đúng không ạ? Từ 0 cho đến giá trị dương vô cùng. Có thể OR 0 trong cái tình huống là, các bạn biết công thức tính OR là gì? AD chia cho BC. Vậy trong cái tình huống là A bằng 0 hoặc là D bằng 0 thì giá trị OR chúng ta sẽ là bằng 0. Với phân tích số liệu thì ngoài những cái kỹ thuật phân tích rất là cơ bản như là tôi cũng có trình bày trong buổi ngày hôm nay, mặc dù rất là nhanh, có thể chỉ là, nhưng mà cũng may mắn một chút là các bạn cũng đã học thống kê rồi thì các bạn cũng biết hết rồi. Thì cũng còn có một số các kỹ thuật phân tích khác trong lâm sàng, như là chúng ta có cái phân tích là đo lường lặp lại, đo lường trước sau, chúng ta có cái kiểm định cặp, chúng ta có những cái phân tích dành cho đo lường từ 3 lần trở lên, thì sẽ có một giảng viên khác, cô Ánh sẽ có cơ hội để trình bày với sơ lược với các bạn để các bạn lần đầu nghe được cái khái niệm này. Và cũng có cái phân tích được gọi là phân tích survival analysis,
dành cho phân tích là tính toán cái khoảng thời gian xuất hiện sự kiện. Thì phân tích này rất hay được sử dụng trong lâm sàng. Tôi lấy ví dụ như khi các bạn có một cái điều trị, ví dụ ở đây chúng ta tim mạch nhưng nói sang bệnh nhân ung thư chẳng hạn, chúng ta điều trị cho bệnh nhân ung thư. Thì thực tế ra là cái kết quả đo lường, cái kết quả điều trị ung thư không phải là cái việc tử vong hay không tử vong. Vì tỷ lệ tử vong do ung thư ở bệnh nhân ung thư rất cao. Chính vì thế người ta không sử dụng, không hay dùng cái việc là tử vong hay không tử vong để đo lường. Mà người ta dùng một cái chỉ số khác, đó là chỉ số là khoảng thời gian xuất hiện sự kiện, tức là khoảng thời gian từ khi bệnh nhân được chẩn đoán hay bệnh nhân điều trị cho đến lúc bệnh nhân tái phát hoặc tử vong. Người ta mong muốn là kéo dài cái khoảng thời gian đấy ra. Lẽ ra bệnh nhân là, và người ta nghĩ là một phương pháp điều trị thì sẽ tốt nếu kéo dài thời gian sống của bệnh nhân lên 3 đến 5 năm, hoặc là hơn nữa, kéo càng dài càng tốt so với một phương pháp mà bệnh nhân tử vong sớm, dẫn đến tình trạng tử vong sớm. Thì thế cái phân tích ở đây sẽ là phân tích khoảng thời gian xuất hiện sự kiện. Hay tương tự như vậy đối với các nghiên cứu mà trong ghép tạng, thì ghép tạng thì cái dấu hiệu thải ghép thì gần như là trước sau cũng sẽ xuất hiện. Vì thế người ta sẽ quan tâm đến việc là cái dấu hiệu thải ghép đấy xuất hiện ở khoảng thời gian nào sau mổ. Nếu mà xuất hiện sớm thì có nghĩa là không tốt, còn nếu xuất hiện muộn, kéo được càng lâu càng tốt. Và người ta sẽ so sánh cái khoảng thời gian xuất hiện cái sự kiện ghép tạng đấy, xuất hiện sự kiện thải ghép đấy, chứ không phải là cái bệnh nhân có hay là không có dấu hiệu thải ghép. Thì tất cả những phân tích đấy là phân tích về khoảng thời gian xuất hiện sự kiện. Chúng ta sẽ sử dụng các kỹ thuật phân tích sống còn, sử dụng các đường Kaplan-Meier và sử dụng cái mô hình Wilcox để chúng ta nói về cái mô hình về phân tích sống còn này. Ngoài ra thì cũng có các phân tích về độ nhạy, độ đặc hiệu, Kappa hay ROC, các mô hình hồi quy như là hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic. Thì cái kỳ vọng ban đầu của tôi cũng sẽ là, và của ban tổ chức lớp, là sẽ trình bày được cái hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic. Tuy nhiên là cho đến bây giờ thì chắc chắn là không được nữa rồi. Và tôi sẽ nói lại với thầy Minh để sáng mai, thì trước khi mà thầy Minh trình bày cái phân tích sống còn thì thầy Minh sẽ trình bày với lớp cái phần nhanh, cái phần hồi quy, với cái phần hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic. Còn trong cái phần tất cả các phần mà tôi liệt kê ở đây thì sẽ có trong nội dung giảng dạy của khóa học này, mặc dù là không phải là trình bày một cách rất chi tiết, rất cụ thể để các bạn có thể làm được, nhưng đều là những cái phần sơ lược để ít nhất là chúng ta có cái khái niệm đã. Và sau này khi mà muốn làm thì chúng ta có cái cơ hội để chúng ta đọc lại tài liệu, rồi chúng ta xem lại để chúng ta làm. Thì đấy là cái nội dung của ngày hôm nay. Thực sự là cũng không hết được cái chương trình. Không biết là các bạn có câu hỏi gì không ạ?